À, xin chào các bạn, các anh chị, cô bác gần xa ha. Có những ba mẹ đó thích đặt con theo cái năm sinh. Ví dụ như là năm nay năm Thìn đi, thì rất nhiều ba mẹ thích đẻ con năm Thìn là nghĩ là rồng là hên. Đó, cho nên coi như là đẻ con trong năm nay và rất là muốn đặt tên. Thì trong số đó có những ba mẹ không có biết mà thích đặt tên con mình năm Thìn, cho nên thôi đặt tên Long luôn. À, đặt tên Long luôn đi. Thì cái điều này là một cái đại kỵ nha các bạn. Không phải ai cũng đặt tên Long được đâu. Cái tên hợp mệnh mỗi đứa bé nó khác nhau hết. Tại sao? Bởi vì mỗi đứa nó có ngày giờ tháng năm sinh khác nhau. Cái kho tàng nghiệp của nó mang theo trong cái đời này kiếp này khác nhau hoàn toàn. Do đó phải coi ngày giờ tháng năm sinh, rồi tướng mạo của nó ha, rồi của ba mẹ nó luôn, để xem được là nó hợp với cái tên gì, chứ không phải là một cái tên mà đẹp ơi là đẹp, hào hùng này nọ mình thích mình đặt cho con của mình là không được. Nhiều khi cái nó bị cái trường hợp là quá mệnh của mình, cái tên của đứa bé đó nó quá sức so với cái phước của đứa bé đó thì nó lại hại cho cái đứa bé đó, chưa chắc là tốt. Và hiện nay đang có rất nhiều người hiểu lầm về cái tên cho con của mình, thế nào để đặt được một cái tên hợp mệnh cho con của mình, một cái tên tốt thật sự hỗ trợ vận mệnh tốt, thời thế tốt cho con của mình trong suốt cả cuộc đời. Thì nhiều người đang hiểu sai cái điều này và rất nhiều ba mẹ đang hiểu sai. Có nhiều bạn sẽ nói rằng, ủa vậy cái tên người nó có quan trọng hay không? À, một số sẽ nói, ủa cái tên thôi mà, để phân biệt thôi mà, giống như con chó, con mèo, rồi cái ly, cái đồ nó chỉ là cái tên chỉ dùng để phân biệt thôi, chứ cần gì đâu là phải đặt cho nó đúng, rồi cho nó hay, cho nó đẹp, à, cho nó tốt, cái gì phong thủy, vận mệnh gì đó, đúng không? Mà ứng với trả dụng cái gì thì liệu chăng là cái ý kiến nó có đúng không các bạn? Nói theo các bạn thì cái tên của con người nó có quan trọng hay không? Mà nó khác với những cái tên đồ vật hay con vật hay không? Thì các bạn hãy bình luận phía dưới thử xem. Đó, ai nghĩ cái tên người không quan trọng đặt sao cũng được, đó, và ai nghĩ rằng cái tên người, cái tên em bé đặt cho con mình nó rất là quan trọng thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới thử nha các bạn. Thì tôi sẽ giải ngay cho các bạn câu hỏi này. Đây là một câu hỏi rất là hay và sẽ có nhiều cái dẫn chứng về lịch sử, về hiện tại cho các bạn thấy cái tầm quan trọng của cái tên như thế nào. Thì với những cái người mà nghĩ rằng cái tên của em bé không quan trọng, cái tên của con người không quan trọng, thì các bạn thử nghĩ coi, vậy tại sao các bạn đi mua số sim đẹp, đúng không? Rồi mua xe thì muốn chọn số xe đẹp đó, mua nhà mà cùng mức giá thích lấy cái số nào đẹp hơn, nó mua chung cư cũng vậy, phải chọn cái tầng cho nó đẹp đúng không? Không thích tầng 7, tầng 4 đó, rồi những cái tầng mà số 6 trong cái tầng đó rồi lại phải chọn những cái phòng, những cái số nào mà nó đẹp mình mới mua đó. Rồi xong cái tới mua vé số bình thường thôi, đừng nói tới mua nhà. Mua vé số ai cũng lựa những cái số đẹp, 39, 79, độ 68 chẳng hạn vậy, để mà mua. Rồi nằm mơ này nọ thấy để mua những con số đó, mà có thể nhiều khi bỏ ra cả mấy chục triệu, cả tỷ bạc, thậm chí cả chục tỷ để có một biển số xe đẹp, cái sim đẹp, đúng không? Mà tại sao cái tên của con người, cái tên em bé mà mình không chịu làm cho nó đẹp? Tên của con mình mà tại sao mà mình không có làm cho nó đẹp, không làm cho nó tốt, mà mình lại chỉ dịnh vào mấy con số đó không? Không, là thấy cái sự mâu thuẫn rồi đó. Cho nên nhiều người nói cái tên không đẹp, nhưng mà thấy nó đi mua xe tặng, đi mua xe số đẹp, rồi đi mua nhà số đẹp không, con nó đặt tên đại, đâu có được. Đó là cái sự hiểu sai đó. Rồi những cái tên công ty đó, mình làm công ty, mình lập công ty ra không, mình phải đặt cái tên công ty sao cho nó hay, nó đẹp, nó đúng phong thủy đó. Rồi một cái logo là mình phải sửa lại, từ logo cũng là một cái ký tự thôi, rồi mình vẽ thêm một cái gì đó thì cũng giống như cách mình viết tên vậy đó. Cái logo chính là cái hàm chứa của cái tên thương hiệu, của cái tinh thần, của cái hồn của thương hiệu nằm trong cái logo. Lâu ngày người ta sẽ nhìn vô, người ta thấy mình nhìn vô cái logo rồi biết Honda, Mercedes, Lamborghini gì đó, đúng không? Mình nhìn vô là mình biết được, tưởng ra nguyên cái hồn của thương hiệu. Mình bỏ ra rất là nhiều, mấy thương hiệu lớn cả triệu đô, trăm triệu đô để người ta sửa cái logo, mà nhiều khi sửa có 2-3 nét chưa tới nét rồi đó. Nhưng mà khi mà đặt tên con thì lại phân bì, đặt tên con là nói rằng không quan trọng thì là sao? Không hiểu, tư duy gì ngộ quá, hơi khó hiểu ha. Trong khi cái tên con mình nó là một cái mà mình đặt cho nó từ lúc, có thể là lúc mang thai luôn, hay thậm chí trước khi nó ra đời là mình đã đặt rồi. Rồi sau khi ra đời cho đến lúc nó lớn, đi hết suốt đời của nó, đến lúc nó mất đi, rồi sau này con cháu đời đời nhắc lại trong gia phả tổ tiên, đó là trong dòng họ, trong nội bộ của mình nha. Rồi nếu mà nó làm một cái gì đó ở ngoài đời mà nó có ích cho xã hội, người đời nhắc tên nó, trời ơi, vậy cái tên nó đi từ lúc con người sinh ra đến lúc mất đi, mà đến lúc mất đi đầu vẫn còn nhắc, mấy trăm năm sau, cả ngàn năm sau, chứ đâu phải thì tự nhiên không nhắc đâu, đúng không? Đó, giống như giờ mình nghe hơn cả ngàn năm rồi, nhưng khi mà nghe cái tên Lý Thường Kiệt, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, mình chỉ cần nghe vậy thôi, có thể là một cái đứa mà nó chưa biết những cái vị danh tướng đó, những cái vị vĩ nhân đó, nhưng mà khi mà chỉ cần nghe tên của họ thôi là đã nổi da gà rồi. Ngày
ngày xưa tôi không có biết vua Quang Trung Nguyễn Huệ với lại Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo nha các bạn, với Lý Thường Kiệt. Nhưng mà khi tôi nghe đến cái tên mà Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Hưng Đạo Đại Dương thôi là tự nhiên tôi nổi da gà hết các bạn. Thì lúc đó mình mới tò mò, mình mới hỏi ủa vậy là Đức Thánh Trần là ai. Lúc mà tôi hồi lớp 1, nghĩa là lớp 1 tôi còn nhớ cái cảm giác đó luôn. Tại lúc đó có đi thăm cái viện bảo tàng. Ngày xưa đi học tiểu học thì trường hay coi những cái khóa đi đó. Có những lúc đi thăm viện bảo tàng, có những lúc đi Waterbath, Waterworld gì đó. Ngày xưa đó các bạn thấy không? Đi thăm bảo tàng lịch sử, bảo tàng của liệt sĩ, chiến tranh gì đó thì mình có đi. Và tự nhiên mà nghe chưa có vào nhìn cái tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo luôn thì ở đây cô mới nói thôi là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thì tự nhiên cái da gà mình nổi lên hết. Tôi còn nhớ kỹ cảm giác đó, nó như có một luồng điện vậy các bạn. Thì mình nghĩ trời sao cái tên ai nghe mà oai phong lẫm liệt dữ vậy. Thì mình mới hỏi, mình tìm hiểu thì mình mới biết đây là một vĩ nhân của Việt Nam. Đó, sau này bên Lý Thường Kiệt, vua Quang Trung Nguyễn Huệ rồi nhiều vị danh tướng khác, mình nghe nổi cái tên của họ thôi, mình chưa biết nhiều về họ, mình nghe cái tên thôi là mình đã thấy một cái sự hào hùng, một cái khí phách của dân tộc Việt Nam của mình qua những cái tên đó rồi, đúng không? Cho nên cái tên đó, nó hàm chứa không chỉ ba mẹ gọi mình mà nhiều người gọi con tên của con mình như vậy, sau này đời đời sau cũng gọi tên con như vậy. Cho nên một cái tên nó giống như một cái lời tiên tri vậy đó các bạn. Nó không chỉ đơn giản là một cái tên đâu, nó là một cái gì nó gắn với cả nguyên cái hành trình của một đời người, một cái công lao của một đời người, một cái di sản của một đời người, nó gói gọn trong trong. Rồi các bạn tưởng tượng thời đó mà các bạn gặp mà gì con cháu của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, nói mày họ gì, nói tôi họ Trần, à, Trần gì, nói con cháu của Đức Thánh Trần. Tự nhiên mình nghe cái mình nể liền, mình nghe cái tên thôi mình nể liền. Đọc cái tên của họ lên mình cũng thấy như là có cái gì nó kỳ lạ rồi, nó có một cái hồn gì đó, một cái sức mạnh tổ tiên gì đó nó ẩn chứa trong cái tên. Cho nên cái tên quan trọng các bạn, quan trọng chứ ha. Đó ít nhất là về mặt lịch sử, về mặt nghe, về cái mặt tư duy bình thường thôi, mình thấy nguyên cái tên đi cả cuộc đời của con mình. Cho nên á là ông bà tổ tiên á của nhiều cái nền văn hóa khác nhau từ lâu á họ đã nhận ra được cái việc đặt tên á, cái mà nghi thức đặt tên cho con cháu của mình á, nó là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Nó hàm chứa không chỉ trong gia đình đó mà là cả dòng họ tổ tiên, cái phước báo như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào đến cái đứa bé đó luôn đó. Cho nên cả phương Tây cho tới phương Đông đều có những cái phương pháp đặt tên riêng của mỗi cái nền văn hóa đó, chứ không chỉ riêng là phương Đông Trung Quốc như mình thấy. Các bạn suy nghĩ kỹ đi, khi mình sinh ra mình không có quyết định được một số thứ sau đây. Có 4 thứ con người không quyết định được khi sinh ra. Thứ nhất là ba mẹ của mình không quyết định được, đúng không? Thứ hai là hoàn cảnh của ba mẹ của mình, giàu nghèo hay sướng khổ, mình sinh trong một cái gia đình đó, hoàn cảnh gia đình đó ở đâu, đất nước nào, mình không thể nào mà tự ý lựa chọn được ở trong cái kiếp này đó. Rồi thứ ba là gì, tình trạng sức khỏe rồi tâm lý của mình lúc sinh ra, mình không biết được, mình không tự quyết được. Thứ tư chính là cái tên của mình, đúng không? Bởi vậy bây giờ nhiều người bị tên xấu quá phải lật đật đi đổi tên đó, tại vì họ không quyết định được cái tên lúc họ sinh ra, ba mẹ đặt sao để vậy thôi, khổ vậy đó. Cho nên coi như là bốn cái không thể nào thay đổi được khi lúc mình sinh ra là như vậy, và tên chính là cái thứ tư đó. Và các bạn cứ nghĩ đi, một cái mà mình không thể nào mà tác động được ngay từ đầu lúc nó được tạo ra cho mình mà nó phải đi theo mình suốt đời, thì các bạn nghĩ coi là nó quan trọng hay không quan trọng? Quan trọng chứ ha. Đó, thì cái tên nó mình không tự quyết được, ba mẹ đặt cho mình sao, nó đi thích suốt đời của mình như vậy. Thôi vừa không tự quyết được mà mình vừa phải đi theo nó suốt đời, mà thậm chí đời đời sau cũng nhắc tới nó nữa, thì nó có quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Nhiều người nói gì nữa đổi tên cũng được, không, chưa chắc, đổi tên khó lắm, ngay cả trong đời sống bình thường của mình nữa, pháp luật á, mà các bạn muốn đổi tên á thì nó có những quy định nhất định, phải là cái gì đó dữ lắm, dù là phạm húy phạm đồ này nọ, chứ mà các bạn đã hơn 10 tuổi rồi mà các bạn muốn đổi tên nó cũng là một cái rất là khó, chứ không phải đơn giản. Bởi vì lúc đó các bạn đã đi học, các bạn đã có những cái sinh hoạt này nọ, thì khi các bạn đổi tên nó sẽ phải thay đổi hết toàn bộ, và nó dính tới những người xung quanh bạn cũng phải thay đổi nữa, ba mẹ các bạn cũng phải thay đổi luôn, chứ không phải chỉ riêng các bạn. Những cái giấy tờ liên quan đến nhà đất đồ này nọ của ba mẹ cũng phải thay đổi, hộ khẩu cũng phải thay đổi. Cho nên nó rất là nhiều thứ, và cái đó là người ta cũng ít khuyến khích để đổi tên khi mà đã làm giấy khai sinh rồi. Thì do đó cái tên là một cái đi theo mình suốt đời mà mình cũng rất khó mà có thể thay đổi nó được, thì nó rất là quan trọng ha các bạn. Đó, cho nên nhiều người ngày xưa nói cái tên nó giống như là ý trời vậy đó, nó giống như là một cái nghiệp mà mình phải có vậy đó, mình không tự lựa chọn được. Bởi vậy có nhiều người đặt tên con mắc cười lắm, đã hồi tôi kể sau đó, mà nhiều khi đứa con nó đau khổ vì cái tên nó luôn các bạn, nó rất khó đổi. Nên nó giống như là cái tên đẹp hay là cái tên hợp mệnh với mình hay là không hợp mệnh với mình, thì nó giống như là một cái nghiệp. Thì khi mình sinh ra đó, tự nhiên ba mẹ mình quyết định một cái tên đó, mình nghĩ là do ba mẹ, đúng không? Chứ không phải, mà là do cái phúc nghiệp của bản thân mình đó, nó chiêu cảm làm cho ba mẹ tới cái cảnh đó, hoặc là thấy một cái ý tưởng gì đó hiện ra trong đầu, hoặc là ông bà khiến cho ông bà nói một cái tên nào đó, rồi sau đó ba mẹ sẽ quyết định đặt cái tên đó cho mình là lúc làm giấy khai sinh. Thì mình nên biết đó là một cái diễn biến của nghiệp. Cho nên cái gì mà cả đi theo cái đời mình các bạn thấy khó thay đổi được thì đó là nghiệp. Giống ba mẹ mình không thay đổi được ba mẹ của mình, đúng không? Còn vợ thì mình có thể thay đổi được đó. Vợ chồng mình không thích mình bỏ, đúng không? Mấy nào mà tự đề cao bản thân quá thì mình thích thì mình bỏ thôi, mắc gì phải đi theo. Nhưng mà ba mẹ thì mình không thể nào chối bỏ được, không thể thay đổi dòng máu của mình được, không thể thay đổi ADN của mình được. Nó cho nên
nên cái tên á, thường á, khi ba mẹ nghĩ ra trong đầu á, là nó như là một cái nghiệp nó khiến vậy đó. Nó sẽ thể hiện qua nhiều cái như nãy tôi nói. Thì trong đó có những cái, ví dụ phúc nghiệp mà dày đó, thì nó sẽ khiến cho các bạn gặp được một vị thầy, gặp được một cái hoàn cảnh á, có thể là không gặp vị thầy đó, nhưng mà sẽ ra một cái ý tưởng tên, và cái tên nó lại rất hợp mệnh với bản thân của mình đó. Thì cái tên mà hợp mệnh với bản thân của mình á, nó sẽ giúp cho cái vận mệnh của mình nó tốt, nó sẽ chống chọi được những cái bệnh tật, hóa giải những cái chuyện xui, thúc đẩy cái vận mệnh của mình lên tốt. Còn mà không hợp mệnh mình á, thì cái tên nó khắc chế lại cái mạng của mình. Thì cái tên đó nó không khéo mà nó khắc luôn cái họ đó, nghĩa là cái dòng phước của tổ tiên của mình á, nó khắc luôn tổ tiên của mình á. Thì mình giống như là mình đi bơ vơ trong cuộc đời á, tổ tiên mình không có độ của mình được. Cái này là có thiệt nha các bạn. Cho nên á, trong dòng họ các bạn sẽ thấy có những người giống như được ông bà độ, ông bà tổ cô độ này nọ, hay độ người đó lắm, nhưng mà những người khác là không có độ, là do họ hợp. Thì trong một những yếu tố hợp đó là có cái họ tên của họ hợp nữa. Thì cái tên không có bị khắc cái họ thì họ sẽ có được cái phước báo của tổ tiên. Còn có những đứa đi á, là không như là bơ vơ, nhiều khi ba mẹ không lo mà nhiều khi cả tổ tiên cũng không có lo, giống như là con ghẻ trong dòng họ vậy đó, về cả mặt tâm linh luôn, là do khi đặt cái tên á, nó không có đủ phước và nó làm cho cái tên nó khắc cái mệnh của đứa bé đó, hoặc là nó quá mệnh nó, hoặc là nó hãm cái mệnh của đứa bé đó. Thì đó là những cái từ lát hồi tôi sẽ giải thích cho các bạn, thế nào là một cái tên hợp mệnh, thế nào là một cái tên quá mệnh, một cái tên hãm mệnh và một cái tên khắc mệnh. Lát hồi tôi sẽ có những ví dụ thực tế cho các bạn thấy. Cho nên đừng có nói có tiền là gặp được thầy, không có đâu, chưa chắc, phải hữu duyên mới được. Giống ông hàng xóm cái bên nè, nhiều khi ở cái bên vậy đó, nhưng mà đâu có duyên gặp tôi đâu, đúng không các bạn? Nhưng có nhiều người ở tuốt ngoài Hải Phòng, tuốt ở ngoài Tây Nguyên vậy đó, hay ở dưới tận Cà Mau, An Giang, người ta đã được gặp tôi và tôi giúp cho họ đặt tên. Cho nên chưa chắc ở gần, chưa chắc có tiền mà có thể coi như là gặp được thầy tốt. Cái đó cũng là do cái phúc nghiệp của tổ tiên chiêu cảm, khiến cho các bạn gặp được một ông thầy tốt để mà có thể đặt được tên cho đứa bé, và nó ảnh hưởng cả gia đình, cả cái cuộc đời của đứa bé đó nha các bạn. Nói và như nãy tôi nói rằng là đặt tên không chỉ là Trung Quốc đâu, nó là một cái nghi thức thiêng liêng mà nó đã trải dài trên khắp thế giới, chứ nó không chỉ riêng là Trung Quốc. Cho nên đừng nghĩ là đặt tên nào ông này lấy của Trung Quốc về đặt là không đúng. Phương pháp của tôi cũng không phải là coi như đặt Trung Quốc đâu, mà các bạn nên hiểu như nè, nguyên tất cả nền văn hóa hầu như đều sẽ có một cái nghệ thuật, một cái cách đặt tên cho đứa con của mình, đứa cháu của mình trong cái nền văn hóa của họ. Như các bạn thấy phương Tây có thần số học đúng không, như các bạn đã từng dùng rồi đúng không, thì phương Tây có thần số học đó, Pythagore rồi này nọ đó, rồi cái của Ấn Độ là có chim tinh cổ. Thì ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, lúc mà ngài được sinh ra thì vua Tịnh Phạn mới hội các cái nhà chiêm tinh Bà La Môn rất là giỏi thời đó luôn nha. Nói chung là làm trong vua là rất là giỏi rồi. Thì trong đó là có ngài Kiều Trần Như là cùng bốn ngài phụ trách nữa là cùng hội ý rất là nhiều, thì mới đặt tên cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mà mới sanh ra là Thái tử Tất Đạt Đa. Cái tên Tất Đạt Đa có nghĩa là gì? Là thành đạt mọi sự do ý ngài muốn. Đó. Và cuối cùng là Đức Phật đạt được không các bạn? Đạt được. Cho nên giống như một lời tiên tri vậy đó. Nó khiến cho những cái người đó phải đặt tên Đức Phật là Tất Đạt Đa. Và cái tên Tất Đạt Đa đó 2.500 năm sau mình còn nhắc không? Mình còn nhắc đúng không? Do đó một cái tên nó như một cái lời tiên tri vậy đó. Và cái pháp đặt tên nó đã đi trong chiều dài lịch sử của con người rất là nhiều. Nó và ngay cả trong kinh Công giáo hay là kinh của Do Thái giáo thì chúng ta đều thấy có một nhân vật tiên tri nổi tiếng, đó chính là ngài Môsê. Thì các bạn sẽ thấy rất là ngạc nhiên là một người, một nhà tiên tri vĩ đại của Do Thái dẫn dắt dân Do Thái thoát khỏi nô lệ Ai Cập, nhưng ngài cũng là người duy nhất trong đó là người Do Thái mà lại mang cái tên của Ai Cập. Cái tên Môsê là một cái tên của Ai Cập nha các bạn. Tên Môsê không phải tên của người Do Thái. Thấy ngộ không? Như vậy cái tên của ngài khi được đặt ra từ hồi nhỏ nó đã mang một cái ý nghĩa tiên tri rồi. Nó đã khác biệt so với những người Do Thái còn lại. Một người Do Thái nhưng lại mang tên của một người Ai Cập và cuối cùng dẫn dắt người Do Thái thoát khỏi cái sự cai trị của người Ai Cập. Đó. Cho nên là mỗi dân tộc mình đừng nghĩ Do Thái này nọ là không có cái phép đặt tên, họ có hết. Bản phép đặt tên của họ là còn cổ xưa nữa. Nó là cổ xưa. Nó rồi Ấn Độ nữa ha. Đó rồi Trung Quốc là của người Hoa Hạ ngày xưa đó. Thực chất cái phép đặt tên này cũng phải của người Hoa Hạ không đâu, mà nó của nhiều cái tộc người ngày xưa ở lưu vực sông Hoàng Hà và ở phía nam của mình nữa, bị Bách Việt nữa. Chứ nó không chỉ riêng là của Trung Quốc đâu. Sau này tôi sẽ giải thích cho các bạn về nguồn gốc lịch sử của nhiều cái nền văn hóa đó và cái pháp đặt tên đó. Nói cho các bạn, cho nên tên nó là một món quà vô giá của ba mẹ dành tặng cho đứa con của mình đi đến hết suốt cuộc đời, và nó cũng như là một cái lời tiên tri tác động mạnh mẽ đến cái vận mệnh của đứa bé của mình. Tất nhiên sẽ có nhiều yếu tố khác nữa, nhưng cái tên là một cái rất quan trọng ở trong vấn đề vận mệnh của con người. Cho nên nếu như mình chưa tối ưu, chứ mình chưa đặt tên, thì mình nên kỹ về vấn đề đặt tên để cho nó đi suốt cuộc đời của nó, rồi mình bổ sung thêm những cái khác. Còn người nào mà lỡ đặt tên rồi thì mình có xem cái tên đó nó có hợp mệnh với con mình không. Nếu cái tên nó không hợp mệnh với con mình thì mình sẽ tối ưu thêm những yếu tố khác về vấn đề tâm linh, vận mệnh, phong thủy riêng cho nó, để nó tối ưu thêm và nó tránh được những cái khúc mắc trong cái tên mà không hợp mệnh. Mình đã lỡ đặt một cái tên không hợp mệnh với con mình thì mình phải chữa lại bằng những cái cách khác ha các bạn. Vậy cái tên nó quan trọng không? Rồi tiếp nữa là một cái tên nha. Nó bình thường người ta tính được trung bình là cái tên của mình được nhắc đi nhắc lại, vừa viết hoặc là được gọi thì nó tầm trung bình khoảng 30-50 lần một ngày. 30-50 lần một ngày. Có nghĩa là có những lúc người ta nhắc tên mình các bạn không biết đâu, đúng không? Bởi vậy hay có từ nói xấu sau lưng, hoặc người ta khen mình sau lưng mình không biết. Dù khi mình đi chơi mình
hội họp này xong mình đi về, thì mình đi về nhưng mình mấy đứa bạn nó nhắc cái tên mình á, hôm đó nó nhắc cái tên mình mà mình không nghe, tại mình đi về rồi, còn tụi nó vẫn ngồi đây tụi nó bàn về mình, cho nên cái tên của mình là được nhắc tới hoặc được viết đến là đến 30 đến 50 lần một ngày, và người ta tính trung bình là cả đời người tuổi thọ trung bình khoảng 60-70 thì đến 2 triệu lần cái tên mình được nhắc hả các bạn. Mà các bạn có hay nghe karaoke hàng xóm hát không? Các bạn tưởng tượng mình nó hát 2 triệu lần một cái bài mà các bạn không có thể chịu được, đừng nói 2 triệu lần, giờ một ngày nó hát 50 lần cái bài đó thôi, nó hát vậy thôi mà nó hát dở ẹt, bạn nghe các bạn không thích, cái năng lượng nó ghê quá, ồn ào quá, nó làm cho các bạn mệt mỏi quá, mà nó hát một ngày 30-50 lần các bạn chịu nổi không? Rồi nó hát suốt đời các bạn, kế bên các bạn chịu nổi không? Không chịu nổi đúng không? Đó nghĩa là sao, cái tên á mà nó không hợp mệnh với mình á, nó mang những cái năng lượng tiêu cực, những cái năng lượng xấu á, mà nó được nhắc đi nhắc lại 30-50 lần một ngày, 2 triệu lần trong một đời người, thì mỗi năm mà nó nhắc những cái tên này, nó mang một cái năng lượng rất là xấu và nó ảnh hưởng đến cái vận mệnh của mình và cái cách người ta đối xử với đứa con của mình khi người ta nghe cái tên này. Bởi vì cái tên dù sao cũng là sự lặp lại của những mẫu tự và những cái tiếng, và nó đã tích lũy năng lượng trong hàng ngàn năm con người ta nói chuyện giao tiếp với nhau rồi. Khi nhắc đến cái từ đó thì người ta sẽ nghĩ đến một cái trạng thái đó liền. Ví dụ như là khùng thì các bạn ngay lập tức các bạn nghĩ đến gì? À cái sự điên loạn, cái sự điên khùng gì đó. Rồi bây giờ tôi nhắc đến thị nở đi. Tên nở thì các bạn sẽ thấy chắc người này xấu lắm, đúng không? Người nào mà học những tác phẩm văn học mà ví như thị nở hay là thằng đó nó chí phèo lắm. Tự nhiên mình thấy được rằng là cái người đó sao? Hồ đồ lỗ mãng này nọ như thế nào? Giang hồ như thế nào, đúng không? Đó, hoặc là mình nhắc đến cái chữ gì? Chữ niệm, các bạn nghe không? Chữ niệm, chỉ cần đơn giản là niệm thì các bạn thấy mình giống như calm down xuống, mình cảm giác mình không có một cái gì đó nó tăng động được nữa, thì cái đó là cái cảm giác của chữ niệm. Dù mình chưa hiểu chữ niệm nghĩa là gì, nhưng cái cách phát âm của nó thôi cũng làm cho mình cảm giác nó thanh tịnh hơn chữ khùng, đúng không? Thì đó là như vậy đó, nhắc đi nhắc lại những cái tên, những cái giai điệu, những cái cách chữ viết làm cho người ta liên tưởng đến một cái trạng thái đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn năm như vậy trong vấn đề giao tiếp xã hội. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách người khác đối xử với con của mình khi họ nghe cái tên con của mình theo một cái mẫu hành vi mà họ được lập trình trong vô thức, trong vô lượng tiền kiếp mà họ đã gia chạm trong cái ngôn ngữ đó ha các bạn. Nó cũng giống một cái ngôn ngữ lập trình cảm xúc vậy đó, khi nghe một cái tên trong vô thức. Nếu các bạn cứ nghĩ các bạn nghe người ta giới thiệu tên xong rồi các bạn nói chuyện thì các bạn chỉ bị ảnh hưởng bởi hành vi thái độ của nó thôi, không phải. Trong tiềm thức thì các bạn nghe cái tên đó, nó đã lập trình là những cái gì quen thuộc với các bạn từ vô lượng tiền kiếp, những cái ác cảm hay những cái thiện cảm gì khi các bạn gặp cái tên đó rồi. Cho nên có những người mới đọc cái tên thôi nhiều khi đã thấy ghét cái người đó rồi, là do nó đã kích động vô cái sâu thẳm bên trong cái tiềm thức của mình đó. Mà nói trong cái duy thức học của Phật giáo nó gọi là nó tác động trong cái sâu thẳm tới bát thức của mình đó. Sau đó nó hiện lên trên cái ý thức là mình ghét cái người đó hoặc là mình không ưa cái người đó, thì không chỉ là nhìn cái mặt ở đâu, nhiều khi đọc cái tên thôi là đã thấy ghét nó, hoặc là những người mình chỉ mới đọc cái tên thôi mình đã muốn gặp, mình đã thấy thương. Thì đó là những cái mà các bạn để ý trong cuộc sống. Người nào sống lâu năm hoặc là trải nghiệm đủ nhiều sẽ hiểu được điều tôi nói về cái tên. Và cảm giác yêu ghét thì chỉ thấy một cái tên thôi đó. Các bạn nào sống lâu hoặc là gia chạm nhiều thì các bạn sẽ có những cái linh cảm của mình về một cái tên nào đó. Nếu mà bạn nào có bình luận ở phía dưới, có phải đúng là mình có những cái linh cảm khi mình nghe một cái tên nào đó không? Các bạn bình luận ở phía dưới, chưa cần nhìn mặt, nó nghe cái tên thôi. Các bạn hãy bình luận phía dưới cho các bạn hiểu kể câu chuyện của mình như thế nào ha. Cho nên nó một cái tên không hợp mệnh mà nó bị nhắc đi nhắc lại mỗi ngày, mà đặc biệt khi con mình còn nhỏ nữa, đứa bé sinh ra nó còn nhỏ cho đến lúc mà nó 10 tuổi đi thì nó vẫn còn đang phát triển rất là quan trọng, mà mỗi ngày nó bị dập một cái tên không hợp mệnh. Mình cứ nói vậy mà cái năng lượng giống như mình xối, mỗi lần mình nhắc cái tên nha là nó nhấn một phát đó. Nó giống như một câu chú vậy đó, mình nhấn một phát vô cái năng lượng nó phát ra một phát vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Mà đứa bé nó đang nhỏ, nó đang sơ sinh nữa, nó đang kia nữa, thì mình cứ phát cái kia đó, mỗi lần mình nhắc cái tên nó là nó sẽ bị ác cái vía nó bị ảnh hưởng, rồi từ đó là cái người nó bị ảnh hưởng theo, cái tâm tư, cái cảm xúc của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Con nít nó nhạy cảm lắm, nó giống như cái trứng mà cái vỏ trứng mỏng vậy đó, hay giống một con cua mà vừa mới lột xác xong, cái da của nó rất là mềm, cái vía nó rất là mềm, nó bị ảnh hưởng bởi những cái năng lượng, trong đó có cái tên ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nó ảnh hưởng sự đối xử của người khác khi họ nghe cái tên đó với mình. Như nãy tôi nói, nó lục lại lịch sử các bạn sẽ thấy, bạn nào coi phim Hán Sở tranh hùng rồi, giơ tay lên điểm danh dưới ha. Thì trong đó các bạn sẽ biết nhân vật Lưu Bang và Tây Sở Bá Dương Hạng Vũ, đúng không? Thì lúc mà Hạng Vũ đủ Lưu Bang đi chiếm được cái Quan Trung rồi đó, thì bắt đầu là ổng mới nói rằng là bây giờ là cái danh hiệu gì hợp với ta. Thì Phạm Tăng mới nói Trương Lương là hiến kế đặt danh hiệu để mà muốn hãm hại Trương Lương đó mà. Đó thì Trương Lương cũng khôn, ổng cho một loạt cái danh hiệu, nhưng mà sau đó ổng lại nhấn mạnh cho một cái danh hiệu được gọi là chúa công á, là đánh đâu thắng đó, đánh bại Bạo Tần hùng dũng như vậy thì không thể nào lấy chữ vương không, mà phải lấy chữ bá, rồi phải gọi là Bá Dương. Đó, thì Hạng Vũ mới nói rất hợp, đúng là ta xứng với chữ bá. Rồi sau đó mới lấy luôn cái hiệu là Tây Sở Bá Dương Hạng Vũ. Đó, các bạn nghĩ là có chữ bá. Thì Phạm Tăng mới nói được rằng á, là không nên đặt chữ bá. Trương Lương ngươi muốn hại Hạng Vũ con ta ư? Tại sao ngươi muốn hại Vũ Nhi của ta lại lấy cho họ chữ bá? Ngươi có biết rằng coi như là gì, người xưa thường nói đại bá bất quá ngũ, tiểu bá bất quá tam. Ngươi không muốn Vũ Nhi của ta trụ được 3 năm hay là 5 năm? Thì Trương Lương mới nói này, tôi đưa tên thôi, còn chúa công tự chọn mà, chứ tôi đâu có xúi cái gì đâu, bắt đã chọn cái tên đó đâu. Nhưng mà cuối cùng Hạng Vũ gì
cái sự ngạo mạn và cái sự ngạo nghễ của mình và cái sức mạnh của mình. Cho nên ông thấy được rằng cái tên Tây Sở Bá Dương Hạng Vũ quá hay, ông lấy được cái niên hiệu đó. Nhưng mà cũng đúng như Phạm Tăng dự đoán các bạn, thì chỉ trong vòng khoảng 3 năm thôi thì đã bị Lưu Bang đánh bại và phải tự tử trên bờ Âu Giang đó. Do đó thì chúng ta có thể thấy được rằng cái chữ Bá là một cái rất là nguy hiểm trong đặt tên, mà tôi thấy nhiều người bị dính, tại vì chữ Bá nó liên quan tới cái chữ bá đạo, bá quyền, đúng không? Trong cái đầu của mình á, trong tiềm thức của mình á, vô lượng tiền kiếp mình gặp gì ác bá đó, cái chữ bá là nó có những cái nghĩa tiêu cực nhiều hơn là những cái nghĩa tích cực, và nó tác động tiềm thức của người. Thì dân chúng thời đó họ cũng bị như vậy, thì lâu ngày họ không thấy được những cái mặt tốt của Hạng Vũ đó, mà họ chỉ thấy những cái mặt xấu trong cái hành vi của ông Hạng Vũ thôi. Tại vì ông Hạng Vũ ông phải giết quân Tần như vậy thì mới có thể kết thúc nhanh chiến tranh được, thì tính ra những cái người mà ông giết thường đỡ hơn cả đất nước mấy chục vạn người bị giết. Nhưng mà người ta sẽ không hiểu theo cái ý nghĩa đó, mà cái tên của ổng khiến cho người ta hiểu cái hành vi của ổng theo ý nghĩa tiêu cực, có nghĩa là tàn bạo, có nghĩa là ác bá. Thì lâu ngày gọi như vậy thì họ lại định hình rằng là Lưu Bang là tốt, còn mà Hạng Vũ là ác bá, khác gì Bảo Tần đâu, đúng không? Do đó thì bắt đầu dân của họ không được lòng dân. Thì chính vì cái không được lòng dân thì Hạng Vũ mới mất nước, chứ không phải vì ổng bất tài, mà chính vì trong cái sự cảm giác của dân về con người của ổng thông qua cái tên đó, nó làm cho con người càng khẳng định thêm được rằng là nên cho Lưu Bang lên làm vua. Do đó cái chữ Bá là một cái đại kỵ trong đặt tên luôn, và tôi rất là kỵ đặt tên cho những người chữ Bá, bởi vì chữ Bá rất khó gánh nha, phải là một người đại đức, gọi là đại đức ấy, đức hạnh rất là lớn, may ra mới gánh được chữ Bá, và tuyệt đối không được dính vào nghiệp sát, nghĩa là diệt sát sanh thì mới có thể đặt được chữ Bá. Còn mà chữ Bá mà đặt tên mà cho ai thì đa số, tôi nói là đa số nha, trong kinh nghiệm của tôi, ngay cả trong dòng họ của tôi ngày xưa xa xa, có những người chữ Bá là toàn chết trẻ không, tôi nghiệm ra được cái điều đó luôn. Thì trong lịch sử của Trung Quốc luôn cũng có một người nữa gọi là Tiểu Bá Dương, ai đọc Tam Quốc Chí sẽ biết là ai, à là Tôn Bá Phù, là ai, là Tôn Sách đó, đúng không? Là Tôn Sách là anh trai của Tôn Quyền đó, sau này cũng chết, nó mới chưa đầy 30 tuổi chết rồi, là Tôn Sách luôn đó. Hạng Vũ cũng tầm 30 tuổi mất đó, rồi Tôn Sách cũng vậy. Thì đúng với cái câu đó là gì, à là đại bá bất quá ngũ, tiểu bá bất quá tam, không vượt qua năm hay không vượt qua ba, thì những người đó đều không vượt qua ba được hết, tại vì nghiệp sát họ nhiều quá. Tôn Sách hay là Hạng Vũ đều giết người quá nhiều, phạm vào cái nghiệp sát, cho nên không gánh được chữ Bá, cho nên họ chỉ dính vào tiểu bá, không trụ được qua 30 tuổi hay là 3 năm bắt đầu khởi nghiệp là sẽ bị coi như là banh hết. Dù là danh tiếng lên rất là ghê gớm nhưng mà cuối cùng là cũng anh hùng mạt lộ, hoặc là sẽ rất là bình thường, không có danh không có tiền gì hết, nếu mà muốn sống giữ cái mạng. Rồi cái người trong lịch sử Việt Nam chúng ta cũng có một người được gọi là thần siêu luyện chữ Cao Bá Quát. Người nào có biết thần siêu luyện chữ Cao Bá Quát không? Cũng có cái chữ Bá trong tên, thì cũng là chết trẻ. Nhưng mà được cái là sao? Cũng gần 50 hơn Hạng Vũ với Tôn Sách, thì lại đúng với cái câu là gì? Đại bá bất quá ngụ, nghĩa là sao? Nghĩa là dưới 50 là chết. Thì cũng đúng như là thần siêu luyện chữ Cao Bá Quát luôn. Danh tiếng lên rất là ghê đúng không? Cũng nổi tiếng trong thời đó. Nhưng mà khi mà đến cái hạng gần 50 là mất. Cho nên đại bá bất quá ngụ, tiểu bá bất quá tam. Cho nên đặt con kỵ nhất chữ Bá. Đó, thấy cái tên quan trọng chưa? Nó nghiệm lại những người xung quanh các bạn. Ở Việt Nam của mình cũng có những cái người ngày xưa đó thi Olympic toán học thì cũng là có chữ Bá trong tên. Thì sau khi thi đạt danh hiệu rất là lớn, nổi danh luôn thế giới thời đó đó. Nhưng mà khi mà bây giờ hiện tại thì thực chất là cũng là những người giáo viên bình thường, và có thể là tài sản cũng không có gì nhiều quá, sống bình bình về suốt đời. Nhưng mà do không có phạm cái nghiệp sát cho nên là vẫn sống đề huề như vậy. Và có thể trong quá trình sống có vị cao nhân chỉ điểm, làm nhiều cái việc thiện pháp, chỉ dẫn cho nhiều người học trò, và những người học trò đó sau này lại đi làm việc thiện rất là nhiều. Cho nên là cái người thầy đó được được cái công đức đó, cho nên đó là họ sẽ sống đều đều, họ không có chết sớm như những người khác. Cho nên để lỡ đặt chữ Bá thì phải tích đức rất là lớn, phải không được sát sanh luôn, ăn chay niệm Phật thì may ra mới thoát được cái bóng của chữ Bá nghe các bạn đó. Còn nói về khoa học đó thì có một cái ông tiến sĩ người Nhật đó là Masaru Emoto, nói về ngôn ngữ của nước đó, sự biến thể của nước. Khi mà gặp những cái thông điệp tích cực, hoặc là một bài nhạc, hoặc là một cái câu chữ, hoặc là một cái âm thanh, hay mà đặt tên cho nó thôi, thì cái cây đó có thể chết hoặc sống, nghĩa là hai cái cây cùng điều kiện sống với nhau. Nhưng mà một cái cây á, mình viết cái chữ là yêu thương, còn một cái cây mình viết cái chữ là thù ghét căm hận gì đó, thì để ở trong cái cây đó, nghĩa là mình chỉ cần nghĩ tới cái đó rồi mình viết cái đó, mình để ngay cái cây đó thôi, thì hai cái cây để hai góc vậy, hai cái cây đó thì một cây á, mà được sự yêu thương á, nó sẽ phát triển. Một cái cây á, mà có cái ngôn ngữ mà phát ra mà nó có mang cái tính căm hận thù ghét thì nó bị tàn úa đó. Thì Masaru Emoto đã làm những cái thí nghiệm đó, và thí nghiệm ở trên nước rằng á, khi mình đọc một cái bài thần chú, mình đọc một cái bài gì đó mà của đạo Phật mà phát tâm từ bi đó, thì những cái hình dạng của nước nó sẽ ra những cái hình lục giác rất là đẹp, và những cái hình thù khác nó rất là đều, nhìn vô rất là thanh tịnh. Còn khi mình nghe nhạc rock, mình chửi nó, hoặc là mình nói những cái từ mà mang cái tính tiêu cực thì nó sẽ ngay lập tức biến dạng thành những cái hình dạng rất là xấu xí đó. Thì từ đó ông mới suy ra là cái nước ấy, nó có ảnh hưởng nhất định bởi những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái từ, những cái tên tiêu cực mà nó ảnh hưởng tới trạng thái của nước. Mà các bạn biết rõ rằng là trong cơ thể của mình 70% là nước đúng không? Đó, máu huyết đồ này nọ trong người mình là nước, 70% là nước, thì mình có bị ảnh hưởng không? Khi mình gặp một cái tên xấu, một cái tên mà nó không hợp mệnh với mình, mà mỗi ngày mình nhấn như vậy vào, nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của đứa bé luôn chứ không phải không? Nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc tối đa của cái ADN của mình, đáng
lẽ ADN của mình á, mình phát triển được tới một cái mức độ rất là đẹp 10 điểm đi, thì khi mà một cái tên nó không hợp mệnh, ADN của mình á, phát triển qua cái việc nước nôi này nọ trong người máu huyết của mình á, nó trở thành phát triển được có 5-6 thôi, nó không tối ưu hóa được cái sự phát triển của đứa bé luôn, và nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của đứa bé luôn, chứ không phải không, nó khoa học nó chứng minh. Masaru Emoto đã nói như vậy. Cho nên khi mình đọc một cái thần chú thì như cái thần chú mà Phật giáo các bạn thấy thì dường như hết một nửa là tên của các vị bổn tôn rồi đúng không, từ Vajrakilaya nè, Amitabha nè, đúng không đó, rồi tên của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí, tất cả những cái câu chú đó đều là những cái tên cả. Bởi vì có một cái vị âm dương sư nổi tiếng là Abe no Seme ở Nhật Bản, thì có một người hỏi ổng ngày xưa là câu chú nào là mạnh nhất, thì Abe no Seme có nói rằng câu chú mạnh nhất chính là cái tên của một con người chính là câu chú mạnh nhất. Thì sau này mình học Phật pháp mình mới hiểu được rằng về duy thức học hay vi diệu pháp thì cái tên với là cái trói buộc, cái danh sắc, cái ngũ uẩn của một người từ lúc người đó sinh ra cho đến lúc mất đi. Ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Thì trong đó mình hiểu đơn giản là danh và sắc. Danh và sắc nghĩa là sao? Danh và sắc nghĩa là danh, nghĩa là những cái gì mà người ta quy chụp cho mình. Mình gọi tên nó, ví dụ cái thằng phá nhà hay là cái gì, cái thằng quay quậy đó đâu rồi, thì tất cả những cái đặc điểm của mình á, người ta quy tụ lại thành một cái tên để gọi cho nó gọn. Thì cái tên đó là nó trói gọn hết tất cả những cái tập tính của mình, tinh thần, tâm lý này của mình, nó trói buộc vô trong cái tên hết. Rồi cái sắc là gì? Là cái hình dạng của mình, là cái tướng mạo của mình. Đó. Cho nên cái tên là cái trói buộc hết danh sắc của một con người vào. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng là hầu hết khi mình muốn trì tụng thần chú gì đó, một bổn tôn nào đó, thì mình trì tụng luôn chính là cái tên của họ, cái danh hiệu của họ luôn đó. Và trong cái Thiên Chúa giáo các bạn cũng sẽ thường thấy những bộ phim của phương Tây ấy, về phim ma đồ này nọ đó, Conjuring đồ này nọ đó. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là mấy con quỷ nó sẽ rất là hống hách cho tới khi mà mình biết gì, biết cái tên của nó, đúng không? Các bạn nào coi phim sẽ thấy có đó, thật sự là như vậy luôn. Khi mình biết được cái tên của nó rất là sợ. Biết được cái tên của nó thì sao? Mình sẽ biết được nguồn gốc của nó, mình biết được điểm yếu, điểm mạnh của nó, và biết được cái danh sắc trói buộc của nó là cái gì, cái điều sợ hãi nhất của nó là cái gì, cái điểm yếu nhất của nó là cái gì. Khi mình đọc cái tên nó ra thì những cái người mà trong tâm linh nó mà ghét nó đó cũng sẽ đến luôn, những người có thể trị được nó sẽ đến luôn. Do đó nó rất sợ bị đọc tên. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng cái tên là một cái, cả trong đời sống bình thường và cả trong tâm linh, cả về những vị bổn tôn của tu hành cũng là những câu chú về tên của họ đó. Và những cái đó nó tác động đến cái nước ở trong người của mình, dẫn đến cái sự phát triển tâm sinh lý cơ thể của mình, chứ không phải đơn giản đâu. Vậy cái tên quan trọng không? Quan trọng chứ ha. Chứ giờ không tin vợ thử đi, ai có vợ có chồng đó, ví dụ vợ đang đứng đó cái xong cái mình nói đó, ê bà khùng đó, mình nói nó khoảng chừng 3 ngày coi là nó khùng thiệt, nó dí liền đó. Hoặc là ai có thằng chồng đó nó mà hay gì đó đề cao bản thân mình đó, xong lại nói luôn anh là cái thằng điên dán đề cao, nói vậy nó điên liên tục, nó mày là thằng điên dán đề cao, thì nó sẽ sao? Nhiều khi là nó đóng thùng xốp mình luôn. Đúng không? Tại nó đã có cái tính vũ lực rồi mà mình còn nói nó thằng điên nữa, thì những cái từ đó nó kích động cái cơ chế cơ thể của nó luôn, chứ không phải là chỉ riêng tâm của nó đâu. Cái nước trong người nó bị sôi sục lên thì nó sẽ đóng thùng xốp mình đó. Cho nên cẩn thận ha, khi mình gọi một cái tên ra nó phải có sự yêu thương, nó phải hợp với cái người đó thì nó sẽ phải mới tốt. Và mình gọi ra những cái mà nó kích động cái tiềm thức của nó, đó là quan trọng, nguy hiểm. Cho nên mới có ông TikTok nó suốt ngày có bà vợ hả lôi ông ra chửi, lôi tên ông ra chửi, trong giờ ông đi bệnh viện tâm thần luôn rồi, nhập viện vì bị vợ chửi khùng luôn đó. Cho nên khi con mình nó được đặt một cái tên mà không hợp mệnh với nó, mỗi ngày mình nhấn nhá như vậy thì nó sẽ hấp thụ cái năng lượng không tốt, con mình nó sẽ chậm phát triển, nó có nhiều cái bệnh tật, nó rất dễ bị ác vía. Ai khen nó một cái mà quên cái chữ trộm vía đây chẳng hạn, thì có thể là nó sẽ bị ốm, nó bỏ ăn, khen cái gì là nó bỏ cái, nó làm ngược lại hết đó. Các bạn sẽ thấy sau này tôi sẽ giải thích về trộm vía cho các bạn đó. Rồi lớn lên là nó sẽ có bỏ lỡ nhiều cơ hội lắm đó các bạn. Còn nếu chúng ta tưởng tượng này, một cái tên hợp mệnh với con mình, nó có cái năng lượng tốt với con mình nhấn nhá như nó từ nhỏ đến lớn, mình bổ sung cho nó từ nhỏ đến lớn như vậy, mình mỗi lần mình gọi tên là mình đang bổ sung năng lượng cho nó đó, thì nó sẽ sao? Nó sẽ phát triển rất là tốt, sức khỏe nó rất là tốt, nó nhanh nhẹn, là nó tháo khoát, nó phát huy được những cái sở thích, những cái thế mạnh của nó ngay từ nhỏ luôn ha các bạn. Tôi tương tự cho các bạn một cái trường hợp hiện tại luôn, nãy giờ mình nói là lịch sử đúng không, nói tâm linh đồ này nọ, thì giờ hiện tại luôn. Các bạn biết nhóm Blackpink không? Biết Lisa không? Đúng hơn là Lao Lisa ha. Thì câu chuyện của cái cô Lisa này, cô bé này đó, nó cũng rất là tâm linh, rất là thú vị. Thì sinh ra cổ có một cái tên ở Thái Lan, nó là cái tên này. Thì sau đó cô lấy cái tên này đến 53 tuổi đó hay gì đó, tôi nhớ là 53 tuổi, thì cổ đó rất là tài năng rồi, tôi nhảy rất là giỏi này nọ từ nhỏ rồi, thì cổ mới đi tham gia nhiều cái công ty để được làm thực tập sinh, rồi sau này sẽ đi bớt đó. Nhưng mà có cái là sao, có những đứa nó không nhảy hay bằng Lisa, nhưng mà nó lại được vô những công ty thực tập đó. Và trong khi bé này rất là đẹp, nhảy rất là giỏi, có tài nữa, hát cũng được, rap cũng hay, mà tại sao không vào được, mà cứ rớt hoài. Thì người mẹ mới đem cô bé này đến một vị thầy bói cũng nổi tiếng ở khu vực đó. Thì thầy bói mới nói rằng cái tên của con nó không hợp với cái nghề diễn, dù làm văn phòng thì được đó, nhưng mà khi mà đi vô cái nghề diễn xuất cần cái sự chú ý của mọi người để mà nổi tiếng đồ này nọ, thì cái tên này không phù hợp cho cái sự nghiệp này, và nên đổi tên thành là La Lisa nha các bạn. Đổi tên thành La Lisa là đổi trong khai sanh luôn đó, chứ không phải là cái biệt danh, cái nghệ danh đâu. Cái tên La Lisa là cái tên mà 13 tuổi mà cô bé này đổi thành La Lisa đó. Sau khi đổi tên chỉ mới một tuần thôi thì đã tưởng rớt cái công ty YC gì đó, tại vì thấy cũng không gọi điện, thì thường đã gọi điện liền. Thì sau này chỉ hơn một tuần một chút thì công ty đó mới gọi lại cho Lisa. Từ đó trở đi là sự nghiệp trơn tru luôn các bạn. Từ khi mà đổi
tên xong là sự nghiệp trơn tru, làm cái gì cũng trơn tru. Nhưng mà bị một cái vậy nè, là khi mà còn trong nhóm á, do người ta gọi không biết sao mà chỉ gọi là Lisa thôi, nhưng mà cô bé này cô cũng dụ tên là Lisa thôi, thì cái sự nghiệp cô ấy cũng nổi, nhưng mà chỉ nổi hơn so với lúc 13 tuổi và cũng có được những cái bước tiến rất là lớn trong cái nhóm Blackpink, cũng nổi tiếng thế giới. Nhưng mà cái độ phủ của cổ mà đứng riêng một mình thì chưa đủ, cho đến khi cổ debut với một cái album đúng cái tên khai sanh cổ đổi là tên La Lisa, cái album La Lisa. Các bạn vào YouTube đánh vô các bạn sẽ thấy bây giờ cái video đó đã lên tới 700 triệu view. Và cô này bây giờ cổ đi chạy show mệt nghỉ và tiền bạc cổ rất là kiếm rất là nhiều và rất là nổi tiếng và rất là được yêu thích trên thế giới. Một người mà có một cái video MV mà tới 700 triệu view debut thì nó không phải là một cái chuyện đơn giản, mà đúng luôn cái tên đó lại là cái tên La Lisa luôn. Các bạn thấy cái sức mạnh của cái tên như thế nào, tại vì cũng là tài năng đó mà, cũng là khả năng nhảy như vậy, hát như vậy, rap như vậy, nhưng mà có thêm cái thời vận của cái tên vô, nó đẩy mạnh cái thời vận trong cái sự nghiệp của cô này lên. Đó cho nên các bạn thấy có rất nhiều cái trường hợp trong cuộc sống này, cả những nghệ sĩ có một cái nghệ danh tốt thôi là họ đã có thể thay đổi cả cuộc đời của họ. Thì chưa chắc cô Lisa này tới già cổ có nổi tiếng hay không, nhưng mà cổ đã đạt được những cái thành tựu sự nghiệp sau khi cổ đổi cái tên này. Còn đời tư như thế nào này nọ như thế nào thì đó là con người ta bổ sung cái nghiệp của mình trong quá trình sống. Nếu mà mình làm ác nghiệp, mình làm này nọ nhiều quá thì cái hậu vận của mình cũng sẽ không tốt, cái tên nó cũng sẽ không đỡ nổi cho những cái đó. Cho nên một cái tên tốt rồi, mình phải làm những cái thiện nghiệp, mình phải biết chuyển hóa tâm của mình sao cho nó tốt nữa, mình trung thành với nghề, mình yêu nghề, mình không làm bậy, thì tự nhiên cái tên nó sẽ càng ngày càng mạnh. Nên hiểu vấn đề này ha, chứ không phải nó đặt một cái tên xong là suôn sẻ hết cả đời, không phải. Con người nó có thời vận lên xuống như hình sin vậy đó. Nhưng mà đến những lúc mà khó khăn, trước đó mình có làm thiện nghiệp tốt thì cái tên nó sẽ phát huy một cái công dụng, nó ngăn ngại lên những cái vấn đề sẽ đến với mình là 10 đi, nhưng mà nó đến với mình có 5-6 thôi, để mình có cơ hội trở mình lại một lần nữa, được nhắc đến cái tên đó và bùng cháy lên một lần nó các bạn. Cho nên cái tên hợp mệnh nó rất quan trọng với đứa bé, với con của mình. Đôi khi cái tài năng của nó có đó, nhưng mà nó chỉ thiếu một cái tên thôi, một cái tên để đẩy cái thời vận nó lên đúng vô cái nghề nghiệp của nó, hoặc là một cái nghệ danh thích hợp cho cái nghề nghiệp của nó. Nhưng Lisa từ nhỏ đã giỏi rồi, nhưng mà làm hoài không có đầu, nhưng mà đổi tên một phát, kích một phát hoặc là thời vận lên liền. Tất nhiên phải có cái tài năng nữa, nhưng mà tài năng không chưa đủ, phải có một cái tên thật sự nó hợp với lại cái lĩnh vực đó, hoặc là một cái tên nó tốt, nó hợp mệnh với đứa bé đó, rồi sau đó mình lấy một cái nghệ danh hợp với lại cái nghề đó nữa thì nó càng lên được dữ nữa. Cái tên hợp, cái tên hợp mệnh mỗi đứa bé nó khác nhau hết. Tại sao? Bởi vì mỗi đứa nó có ngày, giờ, tháng, năm sinh khác nhau. Cái kho tàng nghiệp của nó mang theo trong cái đời này, kiếp này khác nhau hoàn toàn. Do đó phải coi ngày, giờ, tháng, năm sinh, rồi tướng mạo của nó ha, rồi của ba mẹ nó luôn, để xem được là nó hợp với cái tên gì. Chứ không phải là một cái tên mà đẹp ơi là đẹp, hào hùng này nọ, mình thích mình đặt cho con của mình là không đúng. Nhiều khi nó bị cái trường hợp là quá mệnh của mình, cái tên của đứa bé đó nó quá sức so với cái phước của đứa bé đó, thì nó lại hại cho cái đứa bé đó, chưa chắc là tốt. Và hiện nay đang có rất nhiều người hiểu lầm về cái tên cho con của mình. Thế nào để đặt được một cái tên hợp mệnh cho con của mình, một cái tên tốt thật sự, hỗ trợ vận mệnh tốt, thời thế tốt cho con của mình trong suốt cả cuộc đời? Thì nhiều người đang hiểu sai cái điều này và rất nhiều ba mẹ đang hiểu sai. Chúng ta sẽ đi cùng phân tích những cái sai sau đây, rất là thú vị nha các bạn. Cái đầu tiên á là có những ba mẹ đó thích đặt con theo cái năm sinh. Ví dụ như là năm nay năm Thìn đi, thì rất nhiều ba mẹ thích đẻ con năm Thìn là nghĩ là rồng là hên. Đó, cho nên coi như là đẻ con trong năm nay và rất là muốn đặt tên. Thì trong số đó có những ba mẹ không có biết mà thích đặt tên con mình á năm Thìn, cho nên thôi đặt tên Long luôn. Đặt tên Long luôn đi. Thì cái điều này là một cái đại kỵ nha các bạn. Không phải ai cũng đặt tên Long được đâu. Thì các bạn nên xem lại cho thật kỹ. Ba mẹ nào mà lỡ đặt tên con mình là Long rồi thì xem video này ha. Và ba mẹ nào chưa đặt tên cho con thì cũng né, đừng có thấy coi như sinh năm Thìn rồi đặt tên Long luôn. Thứ nhất là vì trong cái âm dương ngũ hành đó, thì cái bộ môn mình học đó, thì xưa giờ các vị thầy đều nói rằng là Thìn với Thìn là sao? Nó khác nhau. Do đó sinh năm Thìn thì hạn chế đặt tên là Long, mất công nó tự hình với nhau, nó tự khác nhau nữa. Thì không có tốt. Thì những đứa bé đó nó sẽ bị yếu, rồi nó sẽ bị quở nhiều lắm. Nói chung nó phát triển không có tốt, sau này lận đận về đường công danh sự nghiệp nữa. Đó thì cái đó là cái học thuật chung nha. Nhưng mà theo cái trường phái của tôi đó, thì các bạn nên hiểu như nè, một con người sinh ra nó có cái phước nghiệp khác nhau. Mình đến cõi đời này, đứa bé nó đến cõi đời này với một cái trang bị nghiệp khác nha. Có ác nghiệp, có thiện nghiệp. Thì với cái số lượng đó, nó sinh ra với một ly cà phê sữa, và nó ác nghiệp là cà phê mà thiện nghiệp là sữa. Rồi một ly cà phê sữa đó nó sẽ thích hợp với một cái tên nhất định và nó sẽ chịu được một cái độ chứa nhất định. Nếu mà chứa mà ngắn quá mà đổ lượng cà phê sữa đó vô thì nó sẽ bị tràn ra. Mà nếu mà cao quá thì nó bị hụt. Cho nên á là khi đặt một cái tên nó phải tương ứng với lại cái phúc phần của đứa bé đó, cái phước đức, cái công đức của đứa bé đó nó có đủ hay không, thông qua ngày giờ tháng năm sinh, tướng mạo, những cái đặc điểm trên thân thể của đứa bé và cả ba mẹ, rất là quan trọng ha các bạn. Thì mình mới biết được là đứa bé này nó có gắn được cái tên đó hay không. Thì các bạn nên biết rằng tên Long á nó là một trong tứ linh Long Lân Quy Phụng chúng ta thường thấy, và ông bà ngày xưa rất là kỵ đặt tên cho đứa bé là Long Lân Quy Phụng. Mà người nào không biết á là thích là đặt nha. Còn ông bà mà có học mà có biết về vấn đề tâm linh phong thủy thì thường sẽ không đặt tên con của mình là Long hay Lân hay Quy hay Phụng, bởi vì
á, cái này thuộc tứ linh, và gánh tứ linh á thì mạng phải rất là lớn, phước phải rất là lớn, đức phải rất là lớn mới gánh nổi bốn cái tên này mà được bình an vô sự rồi nổi tiếng và giàu có. Còn người thường không đủ phước đủ đức, mình gọi là quá mệnh, nghĩa là cái mệnh không có gánh nổi những cái tên này, gọi là tên quá mệnh, thì nó sẽ sao? À, nó sẽ khắc lại cái người đó mang cái tên đó, làm cho những người mang tên Long á sẽ rất dễ lận đận nè, hoặc là tuổi thọ rất là thấp. Nhưng mình thấy ca sĩ Vân Quang Long không? À, cũng mất sớm đó. Rồi những cái người mà hoạt động về showbiz mà tên Long á thì cũng rất là ít, họ phải lấy nghệ danh mới nổi tiếng được. Còn nếu mà họ lấy cái tên thiệt là tên Long á thì rất là khó để nổi tiếng, bởi vì cái tên Long á nó không có tốt. Tên Long á là tứ linh, rất là khó gánh. Một trường hợp chúng ta có thể thấy nữa là trong tứ linh là có gì? Long Lân Quy Phụng không? Thì có chữ Lân, thì một trong những ca sĩ nổi tiếng là gì các bạn? À, Lân Nhã. À, bản thân tôi cũng thích giọng hát của Lân Nhã nha các bạn. Đó, Uyên Linh Lân Nhã. Nhưng mà khi mà tôi biết cái tên Lân Nhã đó thì tôi cũng quay qua tôi nói với mẹ, người này á rất là giỏi, hát rất là hay, nhưng chắc là không thể nổi tiếng cái kiểu mà trở thành một cái hiện tượng được. Thì mẹ mới hỏi tại sao, rồi tôi mới nói bởi vì khi mà tôi nghe cái người này hát, tôi mới nói rằng là cái người này đó là do bị dính chữ Lân trong tên. Tên thật cũng là Trần Lân Nhã mà cái nghệ danh cũng là Lân Nhã, cũng là cái tên luôn, có chữ Lân luôn. Thì do đó nó bị dính vào cái phạm tứ linh. Do đó anh này á, dù mà anh giỏi cách nào thì cái sự nổi tiếng của anh nó cũng rất là tà tà thôi, không thể nào mà nổi bật được, trừ những cái thời vận rất là này nọ thì mới có thể đẩy anh lên được. Còn bị dính cái chữ Lân đó rất là khó nổi tiếng. Mà cái kiểu mà nổi tiếng mà cái kiểu như là ai cũng biết đến, giống Sơn Tùng kiểu vậy đó, hoặc là Eric này nọ, hoặc là Min chẳng hạn vậy, hoặc là nhà Trung Quân idol, hay Hà Anh Tuấn, Bùi Anh Tuấn đó. Thì Lân Nhã phải phù hợp với những cái gì đó trầm lặng, mà những người thật sự biết chiêm ngưỡng, giống như chiêm ngưỡng linh thú vậy đó, là Long Lân Quy Phụng vậy đó. Rất hiếm người có thể hiểu được những cái người này và hiểu được cái âm nhạc của họ, thì thường sẽ đi hát phòng trà hoặc này nọ. Nói chung cũng có thu nhập nhưng mà sẽ không phải là quá nổi, cái kiểu giống những người khác. Người chú Quy nữa, chú Quy cũng hạn chế đặt cho con của mình, bởi vì chú Quy á là nó còn nặng hơn chữ Long chữ Lân nữa các bạn. Người nào gánh chữ Quy mà muốn sự nghiệp trơn tru, mà muốn cái gọi là nổi tiếng ghê gớm á, thì phải có một cái gọi là đức hạnh rất là lớn ha. Rồi chữ Phụng, con gái mà tên Phượng á, thường khổ, hoặc là có cái máu giống như hơi đàn ông chút, rồi hoặc là có máu giang hồ, hoặc là có cái máu nó hơi gọi là hơi hiếu chiến một chút xíu đó, hoặc là cái tính hơi nóng nảy và cái số hơi trung chuyên một chút. Yêu có thể là hai ba đời chồng, hoặc là vấn đề về tiền bạc, nếu mà ổn định về gia đình thì lại vào gặp vấn đề tiền bạc rất là khó khăn. Cho nên á là ai có con sắp tới cũng hạn chế đặt cái tên Phượng, nếu như không có thầy chỉ. Nghĩa là đặt tên Long Lân Quy Phụng cũng được chứ không phải không, nhưng mà phải có thầy giỏi để mà coi nó có hợp hay không. Bởi vì nếu như mà cái đức phước của nó đủ á thì khi mà đặt cái tên đó nó lại rất là tốt cho cái mệnh cách của nó. Nhưng mà số hiếm lắm, ít hiếm lắm. Bản thân của tôi đặt cho nhiều người rồi thì tôi cũng đặt rất là hiếm những người tên Long Lân Quy Phụng, không phải ai cũng có thể đặt được đâu nha các bạn. Do đó các bạn nên chú ý những cái điều này. Có một cái ca sĩ trẻ tôi cũng rất là thích, đó là Đoàn Thế Lân Ray Đi đó, nó cũng tên là Lân, dù cái nghệ danh đã khác rồi nhưng mà cái tên là Đoàn Thế Lân thì nó cũng đã quy định một cái trường năng lượng rất là khó để cho cái bạn này á, bạn có thể nổi tiếng được như là Bùi Anh Tuấn hay là Hà Anh Tuấn hay là Min Eric đồ này nọ. Cho nên á là bạn có những tác phẩm rất là hay, rất là tài năng luôn, nhưng mà cứ bị gặp nhiều cái trung chuyên rồi không có được phát sáng như là cái tài năng của bạn đáng lẽ phải có. Cho nên là những cái người mà tôi nói mà nếu các bạn muốn kia thì các bạn có thể gặp tôi cũng được, hoặc là tìm một vị thầy mà đổi tên cho các bạn luôn, bởi vì thật sự ra các bạn xứng đáng với cái hào quang của các bạn chứ phải không. Tài năng của các bạn quá tài năng, cả Lân Nhã và cả về Đoàn Thế Lân Ready. Và những cái bạn nghệ sĩ tôi thấy được rằng là các bạn chỉ bị hãm về cái tên thôi đó, cái tên nó hãm lại các bạn do nó quá mệnh của các bạn. Chứ đúng ra tài năng các bạn tôi thấy rằng là cũng rất hiếm nghệ sĩ có ở Việt Nam, mà tôi cứ tiếc hoài thôi. Nhiều khi trại dư tủ hậu tôi cứ ngồi nói chuyện với lại bạn bè, tôi nói trời tiếc quá, ước gì mình đặt tên được cho họ, mình khuyên họ đổi được tên là họ lên liền, giống như Lisa vậy đó nha các bạn. Cho nên cái tên cực kỳ quan trọng luôn, mà tôi thấy rất rất là tiếc cho nhiều người chỉ vì một cái tên thôi, chứ sự cố gắng của họ, dư sức, tài năng của họ dư sức thật sự là như vậy, rất tiếc. Thôi mình rút kinh nghiệm cho con mình ha, muốn đặt cho đúng thì nhớ những cái điều tôi nói đó. Rồi cái hiểu lầm thứ hai nữa là có nhiều bố mẹ bây giờ đó tự nhiên cái hứng theo Phật pháp, cái xong cái thích đặt tên con là gì, Diệu Tâm, Diệu Lâm ha, nhưng Diệu Lâm là kia rồi, Liên Minh Hô kia rồi, nó Diệu Tâm rồi An Nhiên đó, rồi gì Tuệ Hương, lấy tên đó đặt tên thiệt cho con mình luôn. Thôi thưa các bạn, cái đó không có đúng đâu. Trời ơi, những cái tên đó đó là những cái tên nó gọi là pháp danh, thì mình nên đặt nó là pháp danh sau khi có tên thật thôi. Mình không có nên đặt cho tên con mình là những cái mà nó mang cái tính thanh cao như vậy quá, nó cũng gọi là quá mệnh con mình á. Tại vì cái tính cách của nó nhiều khi không phù hợp cái tên đó. Nhiều khi mà đặt tên con An Nhiên rồi, nhưng mà cái bản chất, cái mệnh cách của nó là gì? Năng động, chạy tới chạy lui, cái kiểu như là một người năng lượng rất là mạnh. Mà mình đặt tên nó An Nhiên rồi, chẳng lẽ như là sau này hả, nó đang chạy tới chạy lui, nó đập đồ của người ta xong đó, An Nhiên ơi, An Nhiên ngồi chỗ đi con, đừng đập đồ con nữa, con ngồi qua mẹ đền nhiều lắm rồi. Thì mình đã thấy cái sự lố bịch trong cái tên này đúng không? Cái tính cách con mình như vậy, cái mệnh cách con mình như vậy, tự nhiên đặt tên An Nhiên thì nó sẽ có xu hướng làm ngược lại hết cái tên đó. Rồi dụ Tuệ Hương nữa, mình gọi là Tuệ Hương, lỡ sau này con mình nó hôi sao? Đó, dụ nó bị hôi nách
thôi gì rồi này nọ, hoặc nó bị gì, tự nhiên lúc nào cũng nó chữ hương, tuệ hương, lỡ nó học dốt sao, mà tuệ là trí tuệ mà đúng không? Do đó khi mình đặt những cái tên đó, mình phải để ý nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc con mình như thế nào nữa, chứ không phải mình thấy tên Phật pháp hay quá mình đặt. Những cái gì nó rất là đạo vị thì cái tên nó gọi là cái tên quá mệt, nó không phù hợp với là những cái đứa trẻ bình thường, trừ khi mình muốn cho nó đi tu từ nhỏ. Còn sau này mình đặt tên nó bình thường đi, rồi sau này ví dụ mà nó thích theo Phật pháp thì mình đặt cho nó một cái tên riêng về đạo, rồi sư thầy đặt cho nó một cái tên pháp danh khác hoặc là đạo hiệu khác. Chứ mình đừng có tự đặt con mình nó trong giấy khai sanh mấy cái tên là An Nhiên, Tuệ Lâm, Tuệ Hương này nọ, là tôi khuyên các bạn là không nên đặt. Mà nếu mà có đặt thì phải do một vị thầy rất là giỏi, chấm rất là kỹ ngày giờ tháng năm sinh, rồi hiểu được cái mệnh cách của nó, rồi hiểu được ba mẹ của nó như thế nào, hoàn cảnh sống như thế nào, mình sẽ chấm được hết nha, là mình sẽ biết được nó có hợp với cái tên pháp danh hay không. Bởi vì có những cái đứa bé đó, nó bị cái nghiệp sát nặng quá, mình chấm được cái nghiệp sát của bé này nè, tại vì nhìn vô là biết à, nhìn vô ngày giờ tháng năm sinh rồi nhìn tướng mạo mình đó, mình sẽ biết, thì mình sẽ đặt những cái tên có đạo vị của Phật pháp để đó được cái sự bảo vệ của Phật pháp ngay từ nhỏ, nghĩa là mình lấy một cái pháp danh đặt làm cái tên khai sinh luôn. Nhưng mà nó rất là hiếm, nó không phải là phổ biến đâu, cho nên ba mẹ nên để ý về cái việc đặt tên con bằng những cái tên đầy đạo vị, có cái hương vị Phật pháp hay đạo gia gì đó, pháp tục gì đó, thì mình hãy cẩn thận rơi vào cái trường hợp tên quá mệnh ha. Đó, rồi một trong những cái hiểu lầm của ba mẹ khi đặt tên nữa, đó là cứ đặt theo sở thích của ba mẹ, cứ thấy cái tên nào đẹp là cứ quất cho con mình, chứ không cần biết hứng lên là đặt cái tên con mình, thì cái điều đó là càng bậy nữa các bạn, không chính xác và rất là nguy hiểm nha các bạn. Ví dụ mình suy nghĩ, mình coi Tam Quốc Chí xong rồi, con mình sau này nó phải có đức và có nghĩa, thôi mình đặt tên nó là Nguyễn Đức Nghĩa đi chẳng hạn vậy, mà mình không coi mạng cách của nó, mình không coi ngày giờ tháng năm sinh tướng mạo của nó để biết được cái mệnh cách nó như thế nào. Đôi khi những cái tên mà là đức và nghĩa đó, nó lại kích hoạt những cái ác nghiệp, những cái chủng tử nghiệp xấu, mà đến một lúc nào đó tự nhiên cái nó tác động vô cái tâm lý của nó, làm thành những cái tội phạm mà mình không biết. Mặc dù tên nghe rất hay, vừa có đức vừa có nghĩa, nhưng mà làm chuyện thất đức và làm chuyện bất nghĩa, nó có chứ không phải không, đúng không? Cái tên tôi nói cho các bạn là tên của những người tử tù đó, các bạn cứ xem lại đi, rất nhiều người tử tù hay là nạn nhân của những người đó đều sở hữu những cái tên rất đẹp, những cái tên đọc vô nghe tưởng quân tử, nghe tưởng là những người thành đạt không, nhưng mà thực chất là sao, do cái sự đặt đại không đúng, không có biết đặt cái tên hợp mệnh cho con mình đó, mà nó trở thành những cái mà nó quá mệnh với con mình, nghĩa là cái đức của nó chưa tới đó, cái nghĩa nó chưa tới đó mà mình đặt tên là đức nghĩa, trời ơi, thì nó sẽ có xu hướng nhiều khi nó ngược lại. Bởi vì các bạn nhiều khi thấy có những đứa bé nó ngược lại cái tên nó hoàn toàn luôn, đúng không? Nhìn trong cuộc sống bạn sẽ thấy do cái tên nó, cái tên quá mệnh của nó, cực dương sanh âm, cực âm sanh dương, thì nó đạt tới cái cực đó nó sẽ quay ngược lại, nó làm ngược lại hết cái tên của nó, cho nên mình phải rất là thận trọng. Rồi có những vị tử tù tên là Nguyễn Thanh Vân, nghe Thanh Vân nghe thấy hay không? À, sát thủ cyanua nổi tiếng một thời, ghê không? Thanh Vân nghe là thanh cao, mây trên cao mây xanh, vừa mây xanh vừa thanh cao, và đúng nghĩa của nó luôn là tiễn người lên mây à, các bạn. Hoặc là Văn Luyện, đúng không? Văn Luyện là văn ôn võ luyện, hình như nó luyện võ không, không luyện văn, cho nên đặt tên là Văn Luyện nhưng mà cuối cùng là nó luyện võ không à, nó đi chém không, cho nên nhiều khi cực dương sanh âm, cực âm sanh dương, mình đặt cái tên nó quá mệnh con mình, nó gậy ngược lại cái nghĩa đó, không có tốt. Do đó các bạn nên cẩn thận trong vấn đề đặt tên theo sở thích, theo một cái ý bất chợt, theo một cái cảm hứng mà không có nghiên cứu kỹ về cái mệnh cách của con mình, biết được cái đó có hợp mệnh với con mình hay không để mà đặt cái tên đó. Để dính vào cái trường hợp cực dương sinh âm, cực âm sinh dương thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đáng lẽ mà đặt cái tên bình thường thôi thì nó bình thường, nó không có đạt tới cái cực đó, mình đặt nó cao quá, đức hạnh nó cao quá, nghĩa nó cao, thanh cao quá, nó ghê quá, mà đức con mình không có đủ, cái phước không có đủ, nó lật ngược lại luôn nguyên cái nghĩa đó luôn nha các bạn. Cho nên phải rất cẩn thận. Cho nên nhiều người hiểu lầm là sao, cái tên phải nghe cái tiếng thật là hay, nghe thật là đẹp thì là tốt. Không phải, không phải nha, mà cái tên đó phải hợp mệnh hay không. Rồi dù cái tên nó đọc ra là tên đẹp hay là cái phát âm nó xấu hay cái nghĩa nó xấu cũng chưa chắc là nó xấu thiệt. Ngày xưa trong lịch sử Việt Nam mình nó có một vị Trạng Nguyên á, tên là Trật, nhưng mà thi đâu thì đậu đó, may mắn cực kỳ luôn, gọi là trong đường tơ kẻ tóc mà vẫn may mắn để thi đậu, đó chính là cụ Nguyễn Trật. Thì bạn nào cứ xem cái lịch sử của cụ này sẽ thấy rất là vui, nghĩa là có những cái may mắn trong thi cử mà nó rất là ghê gớm luôn các bạn, là thi đâu đậu đó, dù tên là Trật nhưng mà thi đâu là đậu đó. Cho nên cái tên Trật nghe thấy mắc cười không, ai đặt tên con mình là Trật không, thi cử Trật hết, làm gì cũng Trật. Nếu mà hiểu theo nghĩa bình thường đâu giải thích được chuyện đó đâu, đúng không? Nhưng mà tên Nguyễn Trật nó lại hợp mệnh với cụ, nó lại bổ sung cho cụ là thi đâu đậu đó. Bây giờ tôi nói là cực dương sinh âm, cực âm sinh dương mà đúng là ba mẹ của cụ cũng là nhà nho, cho nên biết cái cách đặt tên ngày xưa của ông bà ta đặt tên là Nguyễn Trật, các bạn thi đâu đậu đó luôn. Rồi xong rồi có một cái danh tướng người Trung Quốc, bạn nào coi lịch sử cũng sẽ biết, tôi thì nói sử đông sử đa là tôi biết, thì tôi lấy ví dụ rộng cho các bạn để cho các bạn biết rằng là cái văn hóa đặt tên ở nhiều nền văn hóa chứ không phải mình cuồng Trung Quốc gì cả. Ở đây mình nói sử ta rồi mình nói sử của người, thì ở bên Trung Quốc ngày xưa nó có một cái vị danh tướng mà đánh đuổi mấy cái bộ tộc phía Bắc rất là nổi tiếng, đó chính là Quắc Khứ Bệnh. À, tướng Quắc Khứ Bệnh, ai mà đi đặt cái tên con mình là bệnh đúng không, bệnh hoạn ai đặt. Nhưng mà nhờ cái tên đó mà vị tướng này sống được tới lớn và ghi danh công hết này nọ xong rồi ổng mới chết. Là tại sao? Là tại vì ngày xưa cái ông này từ nhỏ bệnh rất là nhiều, người yếu đuối lắm, sau đó mới đặt tên là Quắc Khứ Bệnh. Để chi vậy? Khứ Bệnh nghĩa là không còn bệnh, nó trừ đi bệnh đó. Thì khi đặt cái tên nó xong thì ông này cũng khỏe, ông khỏe xong ông tới lớn ông rất là
cường tráng dạm dở nha. Nhìn vô không biết bệnh đâu, nhìn vô không biết hồi nhỏ là bệnh dữ vậy. Mà ông trở thành một vị đại tướng rất là nổi tiếng, đánh đuổi cái những bộ tộc phương Bắc xuống, để lại một cái tên, một cái danh mà mấy đời sau, mấy trăm năm sau, cả ngàn năm sau người ta vẫn còn nhắc đến cái danh tướng này, Quắc Khứ Bệnh đó. Cho nên các bạn thấy không phải cái tên bệnh, tên trật là tên xấu với bé đâu. Nó xấu theo cái nghĩa người thường nghĩ thôi, nhưng mà trong những hoàn cảnh, cái mệnh cách nhất định, những cái tên xấu nó lại giúp cho cái vận mệnh đó nó được tốt chứ không phải không. Do đó cái tên đẹp hay xấu nó không nằm ở trong cái nghĩa của cái tên nó không đâu. Cái nghĩa của cái tên chỉ là một phần rất nhỏ trong cái pháp đặt tên của Danh Mi thôi. Cái phương pháp bí truyền của tôi được chư tổ thầy dạy lại đó, thì cái nghĩa của cái tên nó chỉ là một phần rất nhỏ nằm trong cái thứ xấu của phương pháp của tôi thôi. Đó chính là cái sự trì pháp, nó nằm trong cái phần nhỏ đó, trong cái sự trì pháp thôi, chứ nó không mang tính quyết định cái tên đó tốt cho bé hay không. Đó là một cái cộng thêm thôi. Mà cái quan trọng nhất là cái tên nó có thật sự hợp mệnh với đứa bé không, có bổ sung tốt cho mệnh cách đứa bé hay không, có giúp cho đứa bé mạnh khỏe hoặc là sau này sẽ trở thành những cái người có tài năng thực hiện được những ước mơ hoài bão của đứa bé, có một cái sự vinh hiển tổ tông hay là hanh thông thời vận cho đứa bé đó hay không nha các bạn. Nhưng mà không phải nghe hứng nghe đặt tên xấu xong đi đặt tên con xấu quá. Có những cái trường hợp đặt tên tôi nghe mắc cười lắm. Có ông đó đặt tên con là gì, ngày xưa tôi đọc lâu lắm rồi hồi nhỏ, là đặt tên con là Mai Văn Phạt 6.500. Ông họ Mai mà ông đặt tên con là Văn Phạt 6.500, tại vì ông đẻ con sai kế hoạch quá gì đó, ông bị xã phường gì đó phạt 6.500 thời đó, cho nên ông đặt tên con luôn, tức quá ông đặt lên Mai Văn Phạt 6.500. Có những người coi như là đặt tên con là tên người yêu cũ, trời tội nghiệp quá, nó mang trong người nó cái tên suốt đời là một cái hình bóng của người yêu cũ. Những cái đó nó không tốt cho con mình đừng có làm như vậy ha. Rồi có những người thích quá đặt luôn cái tên địa danh mà hai người quen nhau, dụ quen nhau Bác Bó đặt luôn coi như là gì Lê Bác Bó cho nên mắc cười lắm đó. Hay là cái gì Vũ Thị Tây Nguyên, trời ơi banh tên đứa con hết các bạn, tội tụi nó lắm. Cho nên thôi làm ơn đặt tên hợp mệnh cho đúng ha, nghĩa là tên nó hợp mệnh và nó phải đạt được cái yếu tố cuối cùng trong sự trị pháp, đó chính là cái nghĩa nó tương đối, là nó phù hợp, nó không bị bạn bè chọc xong nãy đi học này nọ ha, nó không bị trong cơ quan chọc đồ này nọ. Chứ mình đừng có thấy thầy nói vậy đặt tên trật rồi tên bệnh rồi này nọ, thôi mình đặt tên còn mình đại tên xấu cũng được là không đúng nha. Đặt tên nó sâu xa lắm chứ không phải đơn giản nó. Cho nên tôi hay đi rap á, trong lúc chờ rap tôi hay coi tên mấy bác tài lắm. Tôi coi tên mấy bác tài tôi thấy nhiều khi nhiều người tên đẹp rất là đẹp các bạn, nhưng mà tới bây giờ 40+ tuổi thì vẫn là chạy rap thôi, nhưng mà rất là dễ thương nha. Họ nói cuộc đời họ cứ trân chuyên vậy đó, không có được tốt đẹp. Tôi mới nói là một phần là do cái tên của họ không có hợp mệnh, cái tên này quá đẹp, cái mệnh cách nó không có đủ để gánh được cái tên đó. Rồi có những người á là cái tên thì nó gực vô rồi cái tên hãm mệnh. Tên hãm mệnh là sao? Là hãm đi cái tài năng, cái mệnh cách của người đó. Ví dụ như là có một cái bác tài tên là, tôi đổi họ một chút ha, là tên là Nguyễn Thường Hận. Trời tôi mới nói trời cái tên này mình có nên quỷ cuốc không trời. Mất công đóng thùng xốp mình nữa. Trời tên bác tài gì mà tên Nguyễn Thường Hận. Trời ba mẹ gì chơi kỳ vậy trời, có thù với con cái hả? Sau đó mới lên xe thì ngược lại nha, cái anh này ảnh lại rất là dễ thương. Ảnh nói chuyện rất là nhẹ nhàng luôn á, không có vẻ gì mà hận cuộc đời cả. Ảnh mới kể rằng là ngày xưa đó, ba ổng không có thích mẹ của ổng mà ổng định quen con khác, nhưng mà hả bà mẹ này á thì bà rất là thương. Thì một hôm á là ổng mới đi đường thì ổng bị nguyên đám xã hội đen á là đánh ổng. Sau đó là không có bạn bè nào vô chăm á, cái con kia nó cũng không vô chăm ổng mà chỉ có bả vô chăm thôi. Thì sau đó coi như là ổng mới lấy bả, nhưng mà sau này khi mà có bầu rồi ổng mới phát hiện được rằng á là cái đám xã hội đen đó là bả kia quýnh ổng. Lịch tạo dung hoàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân á, nhưng mà đây là mỹ nhân cứu anh hùng các bạn đó. Thì mới nói rằng là lúc đó tao hận lắm, nhưng mà tao sợ là coi như là bả kêu tụi nó quýnh tao tiếp cho nên tao không dám bỏ bả, cho nên là mày lẽ ra tao đặt tên mày là Thường Hận luôn để tao trả thù. Nghĩa là gia đình vẫn êm ấm vậy nọ thôi, nhưng mà ổng hứng lúc đó ổng đặt tên là Thường Hận, tội nghiệp luôn các bạn. Cái anh này á ảnh cũng nghĩ ra mấy cái tên ảnh cũng rất là vui, nhưng mà nó trân chuyên cuộc đời của ảnh lắm, bởi vì không có công ty nào muốn tuyển một cái người mà tên là Hận cả, đúng không? Tự nhiên nói ê ký hợp đồng Hận ơi, tại chưa gì ký hợp đồng khách mà khách thấy ân hận rồi, hoặc là thấy thù hận rồi ai mà dám ký. Do đó anh này rất khó đi làm những công ty, rất là tội nghiệp, nên các bạn phải để ý nha, đừng đặt tên con mình dễ tội lắm. Từ giờ là bỏ nha các bạn, bỏ cái tính nó đi nha. Đó, tóm lại là sao các bạn? Tóm lại một cái tên dù nghe nó xấu, dù nghe là nó kỳ kỳ, nhưng cũng chưa chắc là nó xấu với vận mệnh của con mình, đôi khi nó cứu mạng được con mình, giống như Nguyễn Trật Hoắc Khứ Bệnh đồ này nọ, đúng không? Nhưng mà chưa chắc một cái tên nghe nó đẹp nó hay mà nó lại tốt cho con mình đâu. Mà nó quan trọng nhất cuối cùng chính là cái tên đó nó có hợp mệnh với con mình hay không, nó mới là cái quan trọng. Hợp mệnh với con mình thì nó sẽ có sức khỏe tốt, nó có tinh thần tốt, nó đạt được những hoài bão danh vọng cho nó, như một cái bệ đỡ bên cạnh cái sự cố gắng bản thân, sự trau dồi kiến thức tài năng của nó ha các bạn. Nhưng mà có cái tên vẫn hơn chứ, tại nó đi suốt đời mà, tại sao mà không chuẩn bị cho con mình ngay từ đầu ha các bạn. Thì chính vì như vậy đó, các bạn có thể thấy nãy giờ tôi nói, các bạn sẽ thấy cái việc đặt tên đó, nó rất là quan trọng và nó rất là khó, đúng không các bạn? Dù mình đặt đại thì mình không nói rồi, nhưng thật sự nếu mình có suy nghĩ cho con cái của mình nghĩ sâu xa sau này tương lai thế nào, sau này nó để đời như thế nào, công danh sự nghiệp nó sẽ ra sao, thì mình sẽ rất nghiêm túc trong vấn đề đặt tên, chứ không phải là mình đặt đại này sau này mình hối hận, rất là tội nghiệp cho con của mình và nó ảnh hưởng luôn cả gia đình dòng họ của mình nữa, chứ không phải không đâu. Và do cái tên nó quan trọng như vậy cho nên những cái bậc hiền triết ngày xưa là họ đã để ý đến cái việc tên của con người
người nó không chỉ là để phân biệt với nhau, mà nó hàm chứa phúc đức tổ tiên và phúc đức phúc nghiệp của cái người đó, có thể trợ lực cho cái vận mệnh của đứa bé đó từ lúc sinh ra tới lúc trưởng thành. Chính vì vậy, mỗi nền văn hóa và mỗi trường phái khác nhau sẽ có cách đặt tên khác nhau theo những cái tiêu chí riêng của họ đó. Riêng danh mi Minh Chân Liên Hoa Tông được chư tổ thầy của dòng pháp truyền lại những cái phương pháp bí truyền hết sức đặc biệt mà hình như không ở đâu có. Và nên nhớ rằng tôi không nói tôi là hay nhất, chuẩn nhất nha, mà tôi luôn luôn nói rằng mình là bí truyền thôi, và đã thực nghiệm trên rất nhiều em bé từ xưa đến nay, tính ở đời của tôi và vô vàn những cái vị đời trước trong dòng pháp của tôi đó, đã đặt cho rất 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 nhiều người hơn 1200 năm nay và đúc kết ra được những cái kinh nghiệm rất là sâu sắc, rất là hay. Cho nên á, về công sức làm ra danh mi baby này á, thì tôi chỉ chiếm một phần rất là nhỏ trong thời nay thôi, còn tất cả những cái thuật toán, những cái phương pháp thì đều là công ơn của chư tổ thầy cả. Tôi chỉ là người đem nó phù hợp với cái thế hệ ngày nay, cái công nghệ thời nay thôi. Và tất nhiên tôi cũng có thêm những cái dự đoán, luận đoán riêng trong cái tinh hoa của mình rút ra được, nhưng mà đa số đều là công sức của chư tổ cả. Để chúng ta dành một chút suy nghĩ để mà nhớ về công ơn của chư tổ ha các bạn. Đó, thì bản thân tôi mang ơn rất nhiều của chư tổ thầy để mang lại những cái giá trị như thế này cho các bạn mà ít nơi nào có được. Chính vì vậy thì tôi không có ngại mà khổ cực để mà làm ra cái ứng dụng này, dù nó thật sự rất cực đó. Trời ơi, thuật toán nó điên đầu luôn chứ không phải đơn giản đâu. Để mà ra được một cái tên thì nó phải đáp ứng rất là nhiều, và cái phương pháp của Jamie rất là chặt chẽ ha. Nó có tới 6 cái bước để mà có thể đặt tên được. Nó các bạn tạm nhìn cái hình này đi, tôi chưa có tiết lộ được trong video này đó, nhưng mà hiện tại thì các bạn cũng đã có thể liên hệ để đặt tên được rồi. Thì trong video kế tiếp thì tôi sẽ nói thêm chính xác hơn về các phương pháp bí truyền của tôi là như thế nào, cụ thể là như thế nào luôn đó, để các bạn có thể hiểu được từng cái bước của danh mi nó khác biệt như thế nào so với những nơi khác đó. Nó không chỉ là dùng cái Hán tự của Trung Quốc đâu, mà là cái tinh hoa của 1200 năm của chư tổ thầy trải qua rất nhiều đời, từ thời mà dùng chữ Hán cho tới dùng chữ Nôm, cho tới dùng chữ quốc ngữ của thời Pháp thuộc, tới bây giờ thì chư tổ thầy đã liên tục cải tiến và tích lũy được những cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Giống như chữ Hán chữ tượng hình, nhưng mà cái cách nói chuyện của người Việt mình nó hoàn toàn khác với lại Trung Quốc. Do đó cái cách đặt tên của mình rất là đặc biệt, mà đôi khi người Trung Quốc thời đó họ không thể hiểu được, cho nên họ không có trấn áp được mình. Giống như ngài Sư Vạn Hạnh thì ngài cũng là người đặt tên cho Lý Thái Tổ là Lý Công Uẩn từ nhỏ đó. Thì cái tên Lý Công Uẩn đó thì nó hợp mệnh với lại ngài Lý Thái Tổ. Ngài Sư Vạn Hạnh đã chuẩn bị cho ngài Lý Thái Tổ là không phải là lớn đâu, mà là từ lúc ngài chưa sinh ra, ngài Sư Vạn Hạnh ngài đã lên kế hoạch đặt tên như thế nào, rồi tới niên hiệu ngày cũng đặt, rồi đến lúc mà Thăng Long á, không phải là vua Lý Thái Tổ là nghĩ ra tên Thăng Long đâu, mà chính ngài Sư Vạn Hạnh cũng là người gợi ý cho vua Lý Thái Tổ đặt tên là Thăng Long. Ngàn năm dân hiến và tới bây giờ mình vẫn là giữ được cái Thăng Long đó. Rồi cái đồng tiền Thuận Thiên Đại Bảo cũng là ngài Sư Vạn Hạnh chỉ cho ngài Lý Công Uẩn đặt tên cái đồng tiền là Thuận Thiên Đại Bảo, để hàm chứa cái ý nghĩa như tôi đã từng nói về đồng Thuận Thiên Đại Bảo của Việt Nam mình, là nó chấn áp được luôn nhà Tống, và nó mang một ý nghĩa tiên tri về sông Như Nguyệt sau này ngài Lý Thường Kiệt đánh thắng nhà Tống ở trên sông Như Nguyệt. Cho nên nó là cái bộ môn đặt tên của người dân tộc Việt Nam mình nó rất là sâu, nó rất là hay, mà nó không chỉ là giống y chang Trung Quốc đâu. Và đa số những cái phép đặt tên bây giờ các bạn thấy ngoài thị trường thì đều là của Trung Quốc, đều mang hơi hướng Trung Quốc, còn danh mi thì không có. Danh mi là lấy những cái tinh hoa của rất nhiều nền văn hóa cũng như là những cái gì mà chư tổ thầy đã trải qua và đúc kết được riêng cho người Việt của mình một cách đặc thù nhất để mà đặt tên nha các bạn. Nó ngay cả cái tên danh mi của tôi đó, lý do tại sao tôi lấy ban đầu ngày danh Master Nam là danh mi thì nó cũng cùng nằm trong cái phép đặt tên đó. Và các bạn thấy danh mi phát triển dữ dội vậy không, nhận được nhiều sự yêu mến không các bạn? Và dù có người nói xấu, dù có người này nọ thì họ cũng không làm gì hại được cái danh tiếng của tôi, và ngày càng nhiều người tin yêu hơn đó. Thì đó cũng là một trong những cái pháp đặt tên tôi ứng dụng cho chính bản thân mình trong cuộc sống của tôi hàng ngày luôn, chứ không chỉ riêng cho các bạn đâu. Nó cho nên cái pháp đặt tên của người Việt mình nó rất là hay, nó hay hơn nhiều so với pháp đặt tên Trung Quốc nha các bạn. Nhưng bị một cái thời nhà Minh á, qua đô hộ mình á, rất là tàn ác, đã đem đốt hết tất cả những sách, những cái tư liệu, hoặc là họ đem về bên Trung Quốc, cho nên mình bị mất đi những cái phương pháp phong thủy tâm linh liên quan tới vận mệnh đồ này nọ. Ngay cả phép đặt tên của mình nó cũng bị lôi về hoặc là bị đốt đi bởi nhà mình. Mà sau này là có một người là đã từng cố gắng hồi phục nó, chính là Tả Quân Lê Văn Duyệt đi theo Nguyễn Ánh. Thì Tả Quân Lê Văn Duyệt là một người rất giỏi, không chỉ về quân sự nha, mà ngài giỏi về cả về học thuật bát quái, âm dương ngũ hành. Và trong quá trình đi với Nguyễn Ánh đi vòng vòng như vậy thì ngài thu thập lại rất là nhiều những cái tinh hoa của người Việt mình và giúp rất nhiều cho Nguyễn Ánh. Và sau này khi mà xây cái thành mình có nghĩ rằng là cái thành Bát Quái là cái thành Sài Gòn ngày xưa đó, xây giống như là Bát Quái của cung đồ đó, mà cái Bát Quái của cung đồ đó cũng chính là ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt học ra từ những cái học thuật ngài thu về của phương Nam mình ngày xưa đó. Ngài chỉ cho cái ngài thiết kế kiến trúc sư người Pháp là ngài Olivier mới vẽ ra cái bản vẽ của đó, chứ không phải là ngài Olivier là người vẽ cái bản vẽ đó từ sơ khai đâu, mà chính ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt là chỉ cho cửa nào nó hưu sanh thương đổ cảnh tử kinh khai đi như thế nào là ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt học được từ những cái học thuật ngài thu lượm được
để chỉ cho cái người kiến trúc sư người Pháp Olivier đó vẽ ra cái bản vẽ và thi công. Và đến nỗi mà cái thành đó nó kỳ diệu đến mức độ đặt tên là Thành Quy đó các bạn, cũng là ngài Lê Văn Duyệt đặt tên là Thành Quy. Và sau này á là Lê Văn Khôi làm phản, do vua Minh Mạng ghét ngài Lê Văn Duyệt mới sang bằng mộ của Lê Văn Duyệt, thì Lê Văn Khôi là con nuôi Lê Văn Duyệt, chịu ơn Lê Văn Duyệt cho nên nổi dậy khởi nghĩa. Thì sau đó vua Minh Mạng tức quá đem binh lực rất là mạnh đánh vô cái Thành Quy này, là thành Sài Gòn ngày xưa đó, mà không thể nào phá được, 2 năm mới phá được. Các bạn nghĩ coi, công thành mà 2 năm mới phá được một cái thành cũng không phải là quá lớn như vậy. Thì cái Thành Quy đó nó được xây dựng bởi những cái trí tuệ của người xưa, học thuật xưa của mình. Cho nên người xưa Việt Nam của mình đã rất giỏi về âm dương ngũ hành, bát quái cửu cung đồ đó, về kỳ môn độn giáp rồi, chứ không phải chỉ riêng học thuật của Trung Quốc đâu. Nhưng mà do bị nhà Minh á qua đốt rất là nhiều, trong đó có Đồng Thuận Thiên Đại Bảo tôi nói, cho nên á là tôi rất biết ơn chư tổ thầy của dòng pháp Minh Chân Liên Hoa Tông của tôi đã làm đủ mọi cách để có thể lưu giữ lại được những cái phương pháp đặt tên bí truyền này, cũng như là những cái kiến thức khác mà tôi cực kỳ vinh dự là được học lại, được truyền thừa lại. Có thể là sự kế thừa của chư tổ nó sẽ không thể nào bằng 1200 năm trước, nhưng mà nó cũng đã rất ghê gớm và đủ để có thể giúp cho người Việt hiện tại của mình có cơ hơn không ha các bạn. Đó thì bản thân tôi mà tôi làm cái Jamie thôi là tôi đã thấy rất là ghê gớm, và qua cái đặt tên nữa thì tôi mới thấy được rằng là tâm huyết của chư tổ thầy đối với dân tộc Việt Nam rất là lớn nha các bạn, rất là lớn luôn. Mình rất là tự hào khi mình làm cái đặt tên cho em bé người Việt, thật sự là như vậy, góp một phần sức vào cái vấn đề tâm linh vận mệnh phong thủy của Việt Nam mình ha các bạn. Do đó là tôi đã theo cái lời phó thác của chư tổ thầy để mà ra mắt một trong những cái phương tiện cực kỳ đặc biệt trong cái khoảng thời gian rất đặc biệt của đầu vận chính này, cái năm đầu vận chính này luôn. Đó chính là một cái phương tiện mà có thể thay đổi, chuyển hóa vận mệnh của hàng triệu người Việt sau này, hàng triệu gia đình người Việt, chính là bắt đầu từ cái thời khắc này. Đây chính là cái dấu hiệu đầu tiên của sự chuyển hóa đó, và sẽ có một Việt Nam thịnh vượng trong một cái thời đại mới khi mà cái phương tiện này ra mắt, góp phần cống hiến vào sự thành công, thịnh vượng, an lạc của người Việt trong mấy chục năm sắp tới, thậm chí là mấy trăm năm sắp tới, cũng bắt nguồn từ giây phút này. Và video này cực kỳ quan trọng đối với những người nào đang chuẩn bị làm ba mẹ và đang muốn làm ba mẹ, và những người gia đình Việt Nam đó, thì các bạn nên xem video này bởi vì nó cực kỳ quan trọng đối với tương lai của các bạn và con em của các bạn. Và bạn nào đã đồng hành cùng với tôi và Zenmi trong khoảng thời gian qua thì các bạn cũng có thể thấy được là cái ứng dụng Zenmi Wise của chúng ta, phong thủy hợp mệnh, thì nó đã giúp hàng chục ngàn người chuyển hóa vận mệnh, không chỉ là thỉnh vật phẩm mà chỉ cần dùng miễn phí thôi, thì các bạn cũng đã thấy có những cái dự đoán cực kỳ chính xác, mà nhờ những dự đoán đó đã có rất nhiều người thoát được những cái tai nạn, thoát được những cái cảnh nợ nần, rồi có thể chuyển hóa vận mệnh của mình ngày càng tích cực hơn. Và đặc điểm chung của những người theo Zenmi là từ từ họ sẽ cảm thấy cái sự thịnh vượng an lạc nó tới rất là bình dị, và nó rất là từ từ nhưng mà nó sẽ rất là bền. Và các bạn ấy cũng đồng thời phát một cái tâm rất là tốt để làm thiện pháp, thiện pháp chăm làm rất là nhiều và biết chia sẻ với rất nhiều người. Có nghĩa rằng là cái ứng dụng đó nó đã góp phần nào đó để mà thay đổi một chút về xã hội, đem những cái điều tích cực đến cho mọi người về vấn đề vận mệnh phong thủy tâm linh cho cá nhân ha các bạn. Thì hôm nay sẽ ra mắt một cái ứng dụng dành riêng cho tâm linh, vận mệnh phong thủy của riêng gia đình nhỏ của các bạn, và đặc biệt là những cặp vợ chồng nào chuẩn bị làm cha mẹ, thì ứng dụng này nó còn ghê hơn nữa. Tại vì nó sẽ tập trung để tối ưu cho cái gia đình nhỏ các bạn. Mà gia đình là một cái tế bào của xã hội, đúng không, của một đất nước. Thì khi mình tối ưu cho cái gia đình non trẻ đó, thì mấy chục năm sau, những đứa con lớn lên trong một cái gia đình mà có nhiều cái sự thịnh vượng an lạc như vậy, có nhiều cái nguồn lực, nhiều cái trí tuệ để phát triển như vậy, thì những đứa trẻ đó sau này sẽ trở thành những cái tinh hoa của đất nước. Thì đó chính là cái mục đích của cái phương tiện này. Nhưng mà bắt đầu từ thời phút này, các bạn sẽ có thể sử dụng được một trong những cái ứng dụng có cái phương pháp bí truyền 1200 năm của chư tổ dòng pháp Minh Chân Liên Hoa Tông đã chiêm nghiệm rất là nhiều, qua nhiều đời, qua nhiều cái thời kỳ, từ lúc mà chúng ta còn dùng cái chữ Hán cho đến khi có chữ Nôm, cho đến khi thời Pháp thuộc có chữ Quốc ngữ, đã kết hợp với lại rất nhiều những cái yếu tố về thiên địa nhân pháp sự mệnh lục thần, thì chúng ta mới có được cái phương pháp đặt tên trong cái ứng dụng này. Đó là ứng dụng gì, các bạn hãy xem video này. Thank you.
Đẹp không các bạn? Cái ứng dụng dễ thương không? Chào mừng các bạn đã đến với Zenmi Baby, đặt tên bé hợp mệnh. Đây là một trong những cái ứng dụng tâm huyết của tôi, rất là tâm huyết. Nếu như mà ba mẹ đó để có con thì mang thai 9 tháng 10 ngày đúng không? Là đã đẻ được đứa bé. Còn tôi là hơn 6 năm trời thai nghén mới ra được cái ứng dụng này, chứ không phải tự nhiên mà ra được đâu các bạn. Bởi vì nhìn bề ngoài nó nhìn nó dễ thương, nhìn nó rất là cute đúng không? Nhưng mà bên trong nó là những cái thuật toán kinh khủng, tôi gọi là kinh khủng, mà nó vượt xa cái Zenmi Wise luôn. Ừ, nó kinh khủng lắm các bạn. Tại vì một cái mà để mà đặt tên được của em bé nó không phải đơn giản. Trời ơi, nó nhiều yếu tố lắm và nó phải có một cái quy trình thật sự là kín kẽ và nhiều yếu tố thỏa mãn. Bởi vì nó liên quan tới vận mệnh của cả một đời người. Do đó thì phải chấm cực kỳ kỹ luôn. Và cái ứng dụng khi mà nó ra nó phải đáp ứng nhiều cái tiêu chí nữa. Cho nên ứng dụng này mục đích chính chuyên là dùng để mà xem tên và đặt tên cho bé hợp mệnh. Tên con hợp mệnh. Và xa hơn nó sẽ là một cái ứng dụng tâm linh phong thủy vận mệnh dành riêng cho em bé và gia đình ha. Nó khác với lại Zenmi Wise một chút xíu. Zenmi Wise là tối ưu riêng cho từng cá nhân và thường là dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Còn Zenmi Baby này á, là dành cho ba mẹ có những đứa bé nó dưới 18 tuổi trở xuống, tập trung riêng cho những cái gia đình Việt Nam để làm sao giúp họ từ những lúc sơ khai, nhất là từ trước lúc cả lúc mang thai cho đến lúc trong thai và sau thai kỳ, thì mình sẽ đồng hành với gia đình đó nó suốt cả cái hành trình nuôi dạy bé như thế nào, để cho nó hợp về tâm linh nè, cho hợp về phong thủy, hợp với là cái vận mệnh của bé như thế nào, để mà giúp bé như thế nào các bạn. À, vinh hiển tổ tông mà hành thông thời vận. Ở cái slogan đó suy nghĩ cũng nhức đầu lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Không, vinh hiển tổ tông hành thông thời vận, nghe hay không các bạn? Đó, và cái thiết kế của cái app này các bạn cũng thấy là làm rất là cực chứ không phải là dễ. Tất cả những cái hình, những cái layout, những cái mà trên app các bạn thấy từ A đến Z thì tôi phải bắt những họa sĩ vẽ đúng cái nét đó không được là anime, cái nét đó không có được là cartoon, không có được là tây hóa luôn, và nó phải mang một cái nét vẽ của Việt Nam mình. Rồi từ cái màu nước, từ cái bối cảnh đó, từ cái quần áo thì phải nhìn vào nó phải có cái chất Việt Nam ở trong, nhưng mà nó cũng phải có cái nét quyền bí tâm linh, nó cũng phải vừa có cái nét hiện đại nữa. Trời ơi, gọi là họa sĩ mà nghe tôi brief xong không biết vẽ sao luôn. Và họ phải vẽ hơn 80 cái bản vẽ, cái nét và cái màu sắc, nhưng mà tôi bác hết, tôi không có lựa. Cho đến cái bản vẽ mà thứ gần thứ 9 mấy thì tôi mới bắt đầu coi như tôi thấy ok. Đổi cái việc tìm nét vẽ đó là mất 3 tháng để tìm ra được những cái nét vẽ để vẽ trong cái app Zenmi Baby này các bạn. Cho nên từng cái mà hình mà các bạn thấy đó đều là Zenmi vẽ hết, vẽ từng cái một để ra đúng được những cái tiêu chí của riêng bản thân tôi là đặt vào trong cái app đó như thế nào. Cho nên các bạn thấy những cái nét vẽ đó rất là đặc biệt đúng không? Nó thì cái app này là một cái tâm huyết rất là lớn đối với Zenmi, và hy vọng rằng nó sẽ đem lại những cái phép màu kỳ diệu giúp cho gia đình người Việt chúng ta ngày càng thịnh vượng an lạc đó. Và những đứa bé sau này đó vinh hiển tổ tông mà hành thông thời vận, để chi? Thứ nhất là tối ưu cho bản thân đó, nó khỏe mạnh, nó sáng tạo, nó có cái sự thành công. Mà khi thành công thì gia đình vui vẻ thịnh vượng an lạc. Một gia đình vui vẻ thịnh vượng an lạc thì đó là một tế bào của xã hội của đất nước đó, thì nhân lên vậy thì nhiều tế bào như vậy nó trở thành một cái đất nước, một cái dân tộc hùng mạnh mà không có sợ những dân tộc khác nữa. Nha các bạn, tôi nghĩ là một cái sự góp phần có thể là không quá lớn, nhưng mà về mặt tâm linh phong thủy vận mệnh thì tôi nghĩ rằng là mình sẽ làm hết sức có thể, chứ mình cũng không dám giành công với những cái vị khác lớn hơn đó, mình chỉ là đóng góp một phần công sức nhỏ thôi nha các bạn. Còn mà nhỏ hay không thì tự các bạn sau này sẽ hiểu thôi. Khi mà đứa con nó cả một cái món quà quý giá nhất ở trên đời mình còn, cái sự quan trọng của nó như thế nào thì riêng mỗi ba mẹ sẽ có cái sự cảm nhận riêng của mình đó. Và cái ứng dụng này các bạn có thể dò những cái ứng dụng đặt tên ở trên cái App Store trên iPhone hoặc là Android, thì các bạn có thể thấy rằng là hình như là không có một cái app nào giống cái app Zenmi Baby được hết đó các bạn. Về cái mặt đầu tư cũng như là về cái phần hồn của nó, nghĩa là cái thuật toán của cái Zenmi Baby, nó là một cái thuật toán ghê gớm mà tôi phải gọi là cực kỳ bá đạo đó, nó rất là sâu. Để thể hiện được lên trên app cho các bạn xem nó cũng là cả một vấn đề, mà có những cái giá trị mà hầu hết những nơi khác, hầu hết thì nghe tôi nói tất cả sẽ rất là khó đạt được. Bởi để làm cái này thì thật sự luôn là phải rất có tâm. Nói theo ngôn ngữ bình dân này chắc là rảnh lắm mới làm những cái này thôi, chứ mà người bận không làm nổi. Bởi vì nó cực lắm hả các bạn. Và nó cũng đến từ những cái insight như thế này, nghĩa là rất nhiều ba mẹ trước khi đến với tôi đó, giống như chị Vân hay là Vạn Long đó, như các bạn thấy thì nhiều ba mẹ trước khi đặt tên ở tôi đó, trước giờ thì cũng đã đi nhiều nơi, và các bạn ấy có một cái cảm nhận chung thế này, đó là đa số những cái mà đặt tên đó, hiện tại thì thấy nó rất là khó hiểu, nó rất là khô khan và cũng không hiểu được cái quy trình nó như thế nào đó. Và muốn chia sẻ cho mọi người, ví dụ ông bà cha mẹ của mình, để có thể enjoy, nghĩa là có thể tham gia vào trong quá trình đặt tên như thế nào, và có thể xem đi xem lại, và sau này có thể một cái kỷ niệm gì đó mà con mình lớn lên rồi vẫn có thể bật cái app lên xem lại, thì dường như là không có chỗ nào làm. Tôi tập hợp những cái điều đó lại cộng với cái thuật toán bí truyền của tôi về đặt tên để tôi tạo ra cái app Zenmi Baby này. Cho nên người nào mà đặt tên hầu hết ở những nơi khác sẽ thấy rằng là thứ nhất là đặt tên nó không rõ ràng, ví dụ là đưa ngày giờ tháng năm sinh xong cái dục lại cái tên hết đó, hoặc là đưa ngày giờ tháng năm sinh của con của cha mẹ xong quăng lại, thì nó chỉ là một cái tập giấy A4 mà đặt từ trên xuống dưới, nào là thiên cách địa
cách nhân cách gì đó, nhiều khi mình đặt mình cũng không hiểu ra cái gì, mà cái không có một cái hình ảnh gì, cũng không có một cái giải thích gì mà nó dễ hiểu được theo cái ngôn ngữ của người đọc được, theo ngôn ngữ của ba mẹ bình thường có thể hiểu được, rất là khô khan và rất là khó hiểu ha. Đó, cho nên là họ đã tìm tới tôi và tôi đã cho họ xem những cái bản nhắc đầu tiên của Jimmy Baby và họ rất là thích và họ nghĩ rằng trời ơi, cái này mà các ba mẹ khác được sử dụng chắc cũng sẽ vui lắm hả thầy, họ sẽ thích lắm. Thì tôi mới nói đúng rồi, nhưng mà phải làm cho bài bản, phải làm cho nó đúng đã, cho nó rất là kỹ đã. Theo ý của mình á, tất nhiên sẽ có những cái sai sót nhỏ về cái lỗi của app, tại vì Zalo hay Facebook thì cũng sẽ bị thôi các bạn. Giờ rồi Facebook nó cũng bị cái nhắn tin Messenger bị sai out ra đó, cho nên công ty tỷ đô thì làm app nó cũng sẽ bị lỗi thôi. Nhưng mà mình thấy nó vừa đủ, nó đủ để mình hài lòng và mình đưa cho mọi người dùng đó, thì tôi mới cho ra mắt ha các bạn. Thì trong quá trình đó mình sẽ nâng cấp và sẽ update cập nhật nó thêm trong tương lai để làm sao có một cái trải nghiệm xem tên, đặt tên con và đồng hành cùng con của mình về vấn đề tâm linh, vận mệnh, phong thủy. Nói thật là đặc biệt, nó thật là thiêng liêng, nó thật là đáng nhớ trong cái hành trình mình làm ba mẹ cũng như để chăm sóc con cái của mình thành người như thế nào các bạn. Cho nên nhìn cái app trên My Baby nó đơn giản vậy đó, nhìn nó rất là cute, hồn nhiên, dễ thương vậy đó, nhưng mà nó làm cực hơn app Disney Wise rất là nhiều luôn nha các bạn. Nhưng bù lại hình ảnh dễ thương ha, hình ảnh rất là dễ thương, tôi nhìn tôi thích lắm, nhìn nó rất là thư giãn đó. Bạn nào mà dùng ứng dụng này, ba mẹ nào đang muốn có con mà nhìn vô ứng dụng này là muốn có con liền luôn. Thì các bạn hãy xem sơ một số cảm nhận của những bậc ba mẹ đã từng đến và được tôi và Jimmy giúp đỡ như thế nào. Chúng ta hãy cùng xem những cảm nhận rất là cảm xúc sau đây. Em xin chào. Em xin chào thầy và mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Long, em là fan của thầy Nam và đã được thầy tư vấn và em đã được thỉnh vật phẩm kỳ hưu từ năm 2019. Và em có một cái may mắn rất là lớn, đó là vợ chồng em đã được thầy chỉ dẫn. Vợ chồng em bị hiếm muộn đã có một em bé, đến nay là đã được hơn 2 tuổi. Hôm nay em làm video này, qua đây em xin cảm ơn thầy rất nhiều. Hy vọng là mọi người xem video của em thì sẽ có thêm niềm tin và sự kiên nhẫn để cải vật. Đầu tiên là từ hồi năm 2017 là em lập gia đình, hơn một năm sau là năm 2018 thì vợ chồng em chưa có con. Ban đầu thì em rất là chủ quan, không nghĩ là nghiêm trọng, tiên là đi khám ở bệnh viện đan học để biết là vợ em bị đa nang buồng trứng, rất là khó có con. Vợ chồng em được bác sĩ tư vấn là muốn có con thì bây giờ chỉ có cách là IVF, tức là thụ tinh nhân tạo thôi. Đúng một cái giai đoạn đấy thì em tình cờ gặp được video của thầy Nam, video về cách tính tuổi nhanh, thì em xem và em thấy là rất là hay và em tò mò, em tìm hiểu thêm về thầy, vào trang Facebook của thầy để xem thêm các cái tin bài đăng của thầy. Nhưng em có cái niềm tin về phong thủy thực sự của thầy rất là khác với những cái chỗ khác. Thế là em mới inbox cho thầy để xin thỉnh vật phẩm, xin tư vấn về giúp thần 28 tháng 12 năm 2018. Thì lần tiên em inbox thì em biết là sẽ phải chờ, cái thầy bảo là phải kiên nhẫn chờ đợi. Vào tháng 4 thì chồng em bắt đầu đi khám ở bệnh viện Bưu điện, quyết định làm IVF đến ngày 2 tháng 6 năm 2019. Thì bắt đầu làm đến ngày 4 tháng 6 năm 2019 thì các bác sĩ thông báo kết quả phôi của vợ chồng em. Kết quả khá tốt, từ 15 phôi, trong đó có 8 phôi loại 1 và 7 phôi loại 2. Phôi loại 1 là các tiêu chí của bác sĩ là tốt, và các bác sĩ sẽ cho đông phôi để chuẩn bị cho quá trình chuyển phôi vào người mẹ. Có 15 phôi thì các bác sĩ sẽ chia ra làm nhiều giai đoạn, giai đông 3 phôi loại 1 tốt nhất. Đây là lần giai đông lần 3 tháng 6 năm 2019. Và đúng thời điểm này thì ngày 15 tháng 6 thì em bất ngờ được thầy phản hồi tin nhắn trên Facebook, được thầy xem giúp thần và em thỉnh vòng kỳ hưu. Đến ngày 26 tháng 6 thì em nhận được vật phẩm. Đến ngày 28 tháng 6 thì nhận kết quả phôi thì rất là buồn vì 3 phôi loại 1, trong đó có 2 phôi không trưởng thành, tức là không phát triển, và chỉ có 1 phôi thì có phát triển nhưng mà rất là xấu. Các bác sĩ mới bảo là hay là nuôi thêm một ngày nữa là lên ngày 6 xem sao, nếu mà ok thì sẽ chuyển phôi vào trong bụng của mẹ. Đến ngày 29 tháng 6, là ngày hôm sau, thì lên viện thì phôi nuôi lên ngày 6 nhưng mà vẫn rất xấu, và nên là các bác sĩ bảo là cái xác suất thì rất thấp, gần như là chỉ có 50% thôi. Nếu mà phôi tốt thì được vợ chúng em lên được 50% xác suất thành công, nhưng mà do phôi quá xấu nên là chỉ được 50%. Bọn bác sĩ bảo là không khả quan đâu, nếu mà vẫn quyết định chuyển thì cứ chuyển để xem là có được hay không. Tiếp đấy thì em nghĩ là mình đã bỏ công sức ra, mình mất thời gian và sức khỏe, kích trứng, sọc trứng, cả tiền bạc các thứ mà mình không thử, thì dù là 50% nhưng mình cứ thử xem sao. Thì em có hy vọng rằng em quyết định là vẫn thử để bác sĩ chuyển phôi, và hy vọng mong manh ở đó là sẽ thành công, phôi vào trong bụng mẹ sẽ phát triển được. Sau khi chuyển phôi được 2 tuần, em mới lên kiểm tra xét nghiệm máu, kết quả là không có beta, không có bé, và rất là buồn. Là lần đầu tiên nó thất bại. Đến ngày 17 tháng 7 thì tại vì sau khi thất bại nên là chúng em càng xúc phục hơn, nên là vợ chồng em lại lên viện tiếp để họ bác sĩ làm tiếp một lần nữa. Tại vì lần đầu tiên là 3 phôi giãn đông ra thì vợ chồng em còn 12 phôi nữa, thì chúng em muốn làm tiếp, nhưng mà các bác sĩ nghĩ là cứ bình tĩnh đã, và bác sĩ cho làm xét nghiệm NK, đây giá trị bình thường là từ 200 đến 5000, thì kết quả của vợ em là hơn 8000 như này, thế rất là kết quả quá cao, dẫn đến là không thể phát triển được có thai, cho nên là bác
sĩ bảo là tạm dừng nghỉ ngơi để một thời gian nữa xem sao. Ngày là ngày 13 tháng 9 năm 2019, chồng em sau 2 tháng nghỉ ngơi để cho sức khỏe được ổn định trở lại thì chồng em tiếp tục lên viện để chuẩn bị niêm mạc lần nữa để làm lần tiếp theo. Và vợ em thì rất là có con rồi, khoảng 1 tháng để chuẩn bị niêm mạc. Vợ chồng em mới nói chuyện là có nhớ là thầy Nam đã đăng một bài viết về việc thầy đã xem cho một gia đình bị hiếm muộn và có bé. Nên là lúc đó thì vợ chồng em mới nghĩ là nhờ thầy tư vấn giúp cho mình làm được thành công có em bé được. Và rất may mắn cho em là đến ngày 27 tháng 9, hôm đó thì em bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Em rất may mắn là được thầy tư vấn và chỉ dẫn. Và 27 tháng 9 thì em bay vào lúc 19:30 từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. 21:45 máy bay VN-27 của Vietnam Airlines. Em có đặt khách sạn, em ở khách sạn này. Ngày đến là 27 tháng 9, ngày đi là 29 tháng 9. Thầy hướng dẫn và chỉ dẫn và thầy dặn làm các việc thiện, đặc biệt là về các em nhỏ. Sau đó thì em về nhà thì đúng mấy hôm sau, chỉ 2-3 hôm sau là đến ngày 2 tháng 10, bác sĩ gọi lên viện thông báo là lần này thì sẽ giãn đông 7 phôi tiếp theo. Là lần trước thì là 3 phôi thì còn 12 phôi, lần này là 7 phôi tiếp theo. Các bác sĩ sẽ nuôi lên ngày 5 giống như lần trước. 7 phôi này có phát triển tốt không? Bởi vì em bị lần trước rồi nên là lần này cảm thấy tâm lý rất là hồi hộp và lo sợ, kiểu lúc nào nghĩ là không biết là có thành công hay không, có phát triển được hay không. Thì đến ngày 5 tháng 10 lên viện để nhận kết quả phôi thì hôm đó em nhớ là ngồi vào trong phòng để họ đến lượt tên rất là đông, có rất nhiều cặp vợ chồng cũng bị hiếm muộn như vợ chồng em. Thì em nghe nói chuyện đi làm 10 năm cũng người lớn tuổi nữa mà vẫn chưa có nghe kết quả xong, không thành công là khóc luôn ở trong hành lang bệnh viện, nên là rất là buồn, càng lúc được càng buồn hơn. Thì rất là bất ngờ là các bác sĩ thông báo là cả 7 phôi, cả loại 1, cả loại 2, cả 7 phôi đều phát triển tốt. Lúc đấy thì tự nhiên em bị ngồi, em bị lặng đi luôn, không tin vào ai mình nữa, ngơ người luôn. Mới mấy hôm trước là vào trong lang gặp thầy thôi, mà hôm nay đấy là một cái tin vui đầu tiên là giúp mình giải tỏa tâm lý rất là lớn. Thì tiếp các bác sĩ sẽ cho chuyển một phôi tốt nhất, sau đó thì nghỉ 2 tuần để chờ xem kết quả có thai hay không. Sau khi chuyển phôi xong thì về nhà nghỉ ngơi 2 tuần. Thì đến ngày 13 tháng 10 thì vợ em cũng nóng ruột quá thì mới thử luôn là được 2 vạch. Thì lúc đấy thì rất là vui, không thể nào mà diễn tả được cảm xúc, rất là mừng, cảm thấy rất là tuyệt vời, không tin được luôn ấy ạ. Sau khi đã có thai thì phải giữ gìn rất là cẩn thận. Đây là mình chuyển phôi từ bên ngoài vào trong người mẹ, chứ không phải là có thai như bình thường, nên là độ bám dính của phôi vào trong bụng của người mẹ là nó không được tốt bằng so với có thai bình thường, phải rất là giữ gìn cẩn thận hơn mức bình thường rất là nhiều, phải tiêm thuốc, uống thuốc rất là nhiều, lên viện kiểm tra thường xuyên, gần như là phải nằm trên giường hết cái khoảng thời gian 9 tháng đó, là phải rất là giữ gìn cẩn thận. Mà thầy có dặn là cái vật thiện về em bé, và ngày dự sinh của em bé là ngày 22 tháng 6 năm 2020, đến 1 năm sau ngày 28 tháng 2 năm 2020 bắt đầu có dịch. Thầy dặn là phải ở trong nhà, nên là thầy hướng dẫn mọi người làm vật thiện, làm theo lời thầy, nên là mình cũng làm theo sự kiện bách gia thiện tâm làm vật thiện của thầy. Thì đến ngày 6 tháng 3 năm 2020 thì bắt đầu làn sóng dịch bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam bởi bệnh nhân số 17 từ bên châu Âu về. Thì đến ngày 1 tháng 4 là giãn cách cả nước. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2020 thì thầy Nam hiển lộ 1/2 của tư ma lập hiển dược sư, thực hành đọc kinh dược sư và giảng pháp dược sư theo cách của thầy chỉ. Em thì tiếp tục thực hành sáng gối theo bí quyết của thầy. Nhìn vào dòng thời gian này thì mọi người có thể thấy là có một điều rất may mắn, đó là em bé ra đời đúng vào giữa hai cái đợt cả nước giãn cách và giữa hai cái đợt dịch lớn. Em bé sinh ra đúng theo như dự sinh thì rất là sát, rất là gần cái thời điểm làn sóng dịch tiếp theo, thì mình sẽ ít thời gian để mình chuẩn bị. Lúc đó là phải tích trữ lương thực các thứ ở nhà, cũng không được đi ra nhiều. Và một điều rất may mắn nữa đó là em bé của em thì được thầy đặt tên theo giúp thần của em bé và học dưới ba mẹ. Chắc mọi người theo dõi thầy Nam bao lâu nay thì cũng biết là có nhiều sự trùng hợp. Sau khi em bé sinh thì em có gửi ngày tháng năm sinh và giờ sinh của em bé, cực kỳ là bất ngờ thầy đặt tên cho em bé là Trần Vũ Hà Nghi. Lúc đấy mới nhớ ra là ngày 27 tháng 9 và 29 tháng 9 em bay vào từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh để gặp thầy, để thầy tư vấn. Em ở khách sạn, nó là em book khách sạn tên là Hà Nghi Hotel. Vì em biết là thầy không biết đấy, ở khách sạn này, nên là em thấy thật quá là trùng hợp luôn. Nên là mình cảm thấy rất là tin, càng ngày càng cái niềm tin vào thầy và Jenny càng ngày càng lớn hơn. Và đến hiện tại thì năm 2022 là bây giờ thì em bé của em đã được 2 tuổi 4 tháng. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em, và em rất cảm ơn thầy. Mong rằng tất cả mọi người, những người đã hãy duyên với thầy thì luôn giữ vững niềm tin đi đến cuối cùng, và những người chưa hãy duyên với thầy thì sẽ sớm được hãy duyên với thầy và giữ vững niềm tin và sự kiên nhẫn của mình. Chúc mọi người nhiều may mắn và những mong cầu tốt đẹp của mọi người sẽ thành hiện thực. Em xin cảm ơn thầy và cảm ơn mọi người.
Xin chào Master Nam, xin chào Jenmy, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Cẩm Vân, hiện tại mình 38 tuổi. Mình đang làm cho một công ty điện tử nổi tiếng của Hàn Quốc. Công việc hiện tại của mình với chức vụ Retail Planning Manager. Và đây là hai con của mình, mình thấy có dễ thương không ạ? Vâng, nếu không có thầy Nam, thực sự là hiện tại mình không có được hạnh phúc. Dù mình đang là mẹ của hai con, thầy Nam đã có những cái lời khuyên tích cực cực kỳ quan trọng để giúp mình chuyển hóa vận mệnh cùng lúc cuộc đời của cả ba mẹ con mình. Mình là mẹ đơn thân, lúc mà mình mới phát hiện ra mình có bầu bé thứ hai được 1 tháng thì lúc đó con gái của mình chỉ mới có 11 tháng, chưa tròn 1 tuổi, thì người ta nói mình là bỏ thai đi, tại vì con đầu là còn nhỏ, gia đình cũng khó khăn thì chưa phải là thời điểm thích hợp để sinh đứa thứ hai. Nếu như mà trong trường hợp mình giữ lại thì người ta sẽ không có chung sống nữa với mình. Thì đối với mình may mắn mình có Jenmy đồng hành với mình trong thời gian mình kiệt quệ nhất về mặt tinh thần cũng như là về hoàn cảnh sống, với sự giúp đỡ cũng như là những lời khuyên tích cực của thầy Nam và Jenmy, mình đã quyết tâm dưỡng thai, sinh con và nuôi dạy con cho đến thời điểm hiện tại, thời khắc mà mình kiệt quệ nhất về mặt tinh thần cũng như là mình nghĩ là mình không có khả năng để mà mình nuôi dưỡng hai con, thì mình được tăng lương, tăng chức giống như là một phép màu. Tại vì trong cái thời điểm đó thì công ty mình để mà được tăng chức, tăng lương thì phải chờ đợi phê duyệt rất là lâu. Mình nghĩ là đó là duyên lành, là được thầy Nam giúp đỏ mình, vì trước đó mình đã thỉnh vật phẩm của thầy Nam. Ngoài việc mà mình được thỉnh vật phẩm của Jenmy thì may mắn là mình cũng được thầy Nam đặt tên cho hai con của mình. Dù là trong thời điểm đó thầy Nam rất là bận và không phải ai nhờ thầy Nam đặt tên thì thầy Nam cũng có thể đặt được dần. Trộm vía tỷ lần là mình sinh con ra mạnh khỏe, thông minh, kháu khỉnh và rất là hiếu động. Mình rất là yên tâm tại vì Jenmy luôn đồng hành cùng với mình từ đó đến giờ, trong những lúc khó khăn cũng như là thời khắc hiện tại hạnh phúc của ba mẹ con mình. Mình nghe nói là sắp tới Jenmy sẽ ra app Jenmy Baby, mình cảm thấy rất là vui trong lòng, tại vì sẽ có rất là nhiều ba mẹ ở Việt Nam được thầy giúp đỡ và hàng ngàn đứa trẻ sinh ra được đặt tên hợp mệnh, giống như mình hữu duyên được đặt tên cho hai con của mình. Và may mắn hơn cho các ba mẹ, khi mà sau này app Jenmy Baby ra đời thì ba mẹ có thể dùng được app này trọn đời cho con, ngay từ khi con trong bụng mẹ cho đến lúc con trưởng thành. Mình đang mong chờ app Jenmy Baby ra và mình sẽ sử dụng ngay. Một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn đến thầy Nam, Jenmy đã luôn giúp đỡ mình, đồng hành với mình trong thời gian qua, cũng như là hỗ trợ cho mình về sự phát triển của mình và cả hai con mình trong tương lai này. Mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy Nam, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể Jenmy. Mong mọi người luôn có nhiều sức khỏe để giúp đỡ được nhiều người, cải vận được nhiều hoàn cảnh. Mình hy vọng là câu chuyện của mình có thể lan tỏa phần nào đó đến với những người mẹ đơn thân. Mọi người hãy yên tâm, mình sẽ luôn vượt qua được trong một hoàn cảnh khó khăn, và có sự đồng hành của Jenmy thì mình sẽ không phải lo lắng gì cả. Yên tâm giữ gìn sức khỏe, làm việc để mà nuôi dạy con đến lúc con trưởng thành. Xin cảm ơn.
Đó. Thấy sao các bạn? Cảm động không các bạn? À, rất là cảm động ha. Thì cảm ơn bạn Long và chị Vân đã bỏ thời gian để làm video này. Với bạn Long thì các bạn đã biết rồi, còn chị Vân là một trong những cái quản lý cấp cao của một cái tập đoàn điện tử ở Việt Nam. Do đó, cái việc mà chị bỏ thời gian công sức ra để làm video cảm nhận đến Zenmi thì đó là một điều rất là đáng quý. Và xem video của chị thì thực chất là cảm xúc lại ùa về các bạn. Và thực sự là kể cả bạn Long hay chị Vân thì đó cũng chỉ là một trong rất nhiều những ba mẹ mà tôi đã giúp đỡ đã đến với Zenmi đồng hành trong những thời gian vừa qua. Có rất nhiều video cảm nhận như vậy và tôi sẽ đăng lên cho các bạn xem từ từ ha, ở trên kênh fanpage của tôi cũng như trên kênh YouTube của tôi, thì các bạn hãy vào xem ở đường link này để mà biết được những cái cảm nhận đó, người thật việc thật đàng hoàng luôn, đã trải nghiệm, đã được qua như thế nào. Và khi xem những cái cảm nhận đặc biệt là về vấn đề em bé và gia đình thì tôi luôn có những cái cảm xúc rất đặc biệt, bởi vì tôi là một người có cái gọi là cái duyên với con nít á các bạn. Nghĩa là tôi mà đi ăn ở đâu mà tôi ngồi chút là con nít nhiều khi nó ở mấy bàn bên kia nó bu lại không ngồi vậy đó, nghĩa là nó bu lại xong rồi nó phá đồ này nọ, nó chọc mà cái mặt mình á là người lớn còn sợ. Nó nói thầy nhìn mặt dữ quá, nghiêm quá, nhiều khi người lớn còn sợ vậy mà con nít nó không sợ mà. Nó thấy tôi là nó có bu lại, nó giỡn giỡn là nó chọt áo, chọt đồ, giật tóc đó, nó cười hề 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 vậy đó, vui lắm. Nhiều khi mấy bạn bè đi chung nó cũng hết hồn, mà nhiều khi đi chung có mấy thằng đẹp trai hơn nha, mấy đứa đẹp gái. Vậy mà nhiều khi đụng vô mấy tụi nít á là hả tụi nó la ầm sầm, còn tôi hay là tụi nó giỡn, cười vui lắm. Cho nên mình có một cái nhân duyên á từ nhỏ rồi là con nít nó thích mình lắm. Do đó thì tôi có một cái sự kết nối với những cái vấn đề về ba mẹ con cái cũng rất là sâu sắc. Do đó thì khi mà xem những video cảm nhận này đó, thật sự đó thì tôi cảm thấy rất là cảm động, rất là truyền cảm hứng luôn. Giống như bạn Long hay chị Vân hay là nhiều những trường hợp khác, các bạn sẽ thấy là các anh chị đó đã phải rất khó khăn như thế nào để có quyết định có con hoặc là phải giữ đứa con đó hay không. Nhưng mà cái tình thương của cha mẹ khó khăn cỡ nào cũng muốn có con, cũng muốn giữ đứa con của mình, dù có thể là xung quanh nhiều lời ong tiếng ve, nhiều cái sự đe dọa giống như chị Vân đã bị. Nhưng mà sau khi được thầy khuyên, được Zenmi đồng hành thì chị đã quyết định là giữ con và tiếp tục gồng gánh hai đứa con dù là mẹ đơn thân. Tôi đã có những cái phép màu khi mà chị thỉnh vật phẩm của Zenmi thì chị cũng không có ngờ được là chị sẽ có việc thăng chức mà tăng lương nó lẹ như vậy. Bởi vì một lần mà đưa qua bên công ty mẹ bên nước ngoài thì để mà có một quyết định thăng chức tăng lương như vậy nó phải nhiều khi cả tháng hay ba tháng thì nó rất là lâu. Nhưng mà đây vừa mới một phát thôi quyết định giữ con, xong khoảng chừng chưa tới mấy tuần sau là đã có một quyết định tăng lương thăng chức cho chị, mà lên cao nữa nha, không phải coi như là thấp đâu, và đủ để mà chị có thể nuôi con của chị. Tới bây giờ luôn thì chắc cũng dư sức rồi. Thì xin chúc mừng là cả bạn Long và chị Vân ha, rất là nhiều. Thì đó chính là đại diện cho nỗ lực, cái sự kiên trì, cái tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ dành cho con cái của mình. Và đặc trưng của những cái bạn này đó là hầu hết đều là tôi đã chỉ cho họ cách để mà có con hiếm muộn và giữ con như thế nào và đặt tên con cho họ như thế nào. Thì những đứa bé đó toàn bộ là được Zenmi đặt tên hết, đích thân tôi lựa tên luôn các bạn. Và trộm vía như các bạn thấy thì những đứa trẻ sinh ra đó, bác sĩ dự đoán nhiều khi dự đoán như là IVF cái phôi nó yếu, nhiều khi nó sẽ không có khỏe. Vậy mà đứa nào trộm vía ra cũng khỏe như trâu. Khỏe lắm mà nó ít khi bệnh. Nó giống trường hợp có một người sau này các bạn sẽ thấy là cái chị đó, chỉ coi tôi xưng chị, bây giờ chị nó cũng 40 rồi, cũng già rồi, không có con. Thì khi chị đi coi nhiều thầy đồng thầy bà đó, nhiều người lắm rồi thì đều nói là chị sẽ không có con, hoặc là nếu có con thì con 2 tuổi cũng chết yểu. Đó thì chị rất là lo. Thì đến khi mà có duyên gặp tôi thì tôi chỉ cho là vừa có con mà vừa đặt tên cho con chị, mà tới bây giờ luôn á là 4-5 tuổi rồi mà vẫn bình thường, trộm vía rất dễ thương. Đặc điểm của những cái đứa bé đó mà tôi đặt tên đó các bạn là đặc trưng của nó nha. Thứ nhất là nó rất là lành, cái miệng nó liên thoáng luôn, nhưng mà nó rất dễ thương, biết nịnh ông bà. Rồi hả, khi mà đẻ ra đó, khi đặt tên xong á thì ba mẹ làm ăn lên rất là tốt, gia đình rất là êm ấm nó. Và cái tên mà tôi đặt đó nó cũng hóa giải nhiều cái vận, nhiều cái mà đáng lẽ là nó sẽ xảy ra nhưng mà nó đã chuyển hóa được, do ba mẹ cũng có thực hành theo những cái pháp của tôi sau khi tôi đặt tên cho đứa bé. Nghĩa là nó có một cái khôn khéo trí tuệ gì đó, nó khác với những đứa trẻ khác, hơn nữa là những cái đứa trẻ mà tôi cậu con cho nữa, từ A đến Z đó các bạn. Nghĩa là từ lúc mà tôi sinh con ở trên kia xuống cho đến lúc tôi đặt tên luôn, từ A đến Z, những đứa đó nó càng ghê nữa các bạn. Còn có những cái đứa thì tôi chỉ đặt tên thôi thì nó cũng đã gọi là ghê gớm lắm rồi đó. Đó, nhưng bạn nào mà tôi đã đặt tên cho con rồi đó, các bạn vào bình luận thử coi đúng không. Và nhớ làm video cảm nhận nha, bạn nào chưa làm nhớ làm nha. Đó, tại nhiều khi cũng gấp quá chưa có kêu các bạn làm kịp. Đó, bạn nào mà tôi đã đặt tên cho rồi đó hay cầu con cho rồi, các bạn cứ làm video cảm nhận gửi về ở trong cái app ứng dụng Zenmiwise, hoặc là quay phim gửi qua trong cái Messenger fanpage này cũng được ha. Đó, và chính vì vậy là những cái người ba mẹ đó đang hạnh phúc đó thì họ muốn chia sẻ cái niềm hạnh phúc của họ đối với những người khác. Cho nên lúc nào họ cũng nói thầy, thầy ơi để được thầy đặt tên khó quá, em thấy coi như là cũng hên lắm mới được thầy đặt tên. Do đó thì mong sao một ngày nào đó thầy làm ra một cái phương tiện nào đó để mà có nhiều người có thể biết được cái phương pháp đặt tên của thầy, cũng như là được thầy đặt tên cho. Thì đó là cái niềm ao ước của rất nhiều ba mẹ khi đã có con và con cái phát triển rất là tốt, và họ muốn lan tỏa cái điều đó đến với nhiều người hơn, nên họ thỉnh cầu để tôi làm ra những phương tiện này. Thì thật chất ra là cái việc đặt tên đó các bạn thì nó là một trong những cái mà tôi phải làm, bởi vì đây là một cái nguyện lực của chư tổ thầy cũng
có dặn mình là trong một khoảng thời gian nhất định, đúng cái thời điểm đó thì con mới được ra cái phương tiện nè, còn trước đó là không được. Chứ không phải là tôi không muốn làm đâu các bạn. Thực chất cái này cũng đã thai nghén 6 năm trời rồi mới có, chứ không phải là tự nhiên mà có đâu, không phải hứng lên mà làm đâu. Nó đã có từ thời mà trước khi mà tôi ra mắt trên mi rồi. Nghĩa là cái dòng pháp của tôi đó là chư tổ thầy sẽ ra những cái mốc thời gian, ví dụ thời gian này ra cái này, thời gian này ra cái kia, thời gian này ra cái nọ, là có nhiều một cái biểu đồ thời gian hết. Và các bạn thấy những cái mà tôi làm nó đều rơi vào những cái sự kiện rất là quan trọng, và trong đó có những sự kiện liên quan tới vấn đề xã hội, hoặc là sự kiện về tâm linh, hoặc là ngày vía, hoặc là những cái ngày có cái năng lượng vũ trụ rất là mạnh, ví dụ cái ngày lục tinh Liên Châu trong cái tuần này thì ra mắt cái phương tiện này đó. Do đó thì không phải trước đây là tôi không muốn đặt tên cho các bạn đâu, mà tôi sẽ hữu duyên đặt tên cho một số người thôi, tại vì mình phải thật sự chỉnh chu, rất là đầu tư thì mình mới ra mắt được một cái phương tiện, chứ không phải muốn ra là ra. Tại tính của tôi rất là chỉnh chu, rất là kỹ, để có một cái phương tiện, một cái ứng dụng cho các bạn xài thì tôi phải làm nó rất là kỹ, tôi mới dám đưa lên cho mọi người sử dụng ở số đông đó. Còn trước đó thì sẽ có bạn nào hữu duyên thì tôi sẽ đặt tên cho thôi. Nhiều bạn giống chị Vân hay là một số bạn, sau khi là tôi tiên xin cái demo của cái Jamie Baby á cho những người đó xem trước đó, thì họ mới nói một câu mắc cười lắm. Họ nói trời ơi thầy, nhưng mà chẳng lẽ giờ nhét con vô lại hỏi sao vậy? Trời ơi thầy, mà ra sớm hơn là tụi em nhờ rồi, giờ chắc là thầy ra app xong tụi em phải làm sao ra thêm đứa nữa. Để chị biết không các bạn, để xài app để trải nghiệm lại được á, chứ lỡ đẻ ra sớm quá thì cứ xong cái cười quá trời cười, mắc cười lắm các bạn. Nói thì thôi ráng đi, ráng sao mà thêm đứa nữa đi, xài từ đầu luôn sướng lắm đó. Nhưng mà đừng có lo, tại vì những cái đứa bé mà sinh rồi, đặt tên rồi, dưới 18 tuổi thì sau này sẽ có những cái phương tiện rất đặc biệt, các bạn vẫn có thể dùng được cho đứa bé đó cho tới 18 tuổi luôn nha các bạn. Chứ không phải là mình đẻ xong rồi cái xong mình không dùng được cái app này đó, hoặc là mình đặt tên rồi mình không dùng được cái app này là không đúng. Cái app này nó đồng hành với gia đình tới đứa bé luôn, tới 58 tuổi luôn. Thì đến qua 58 tuổi rồi thì bắt đầu qua sử dụng semi wise, tại lúc đó nó thành người lớn, nó tối ưu cá nhân cho nó được rồi đó. Còn trước 18 tuổi thì nó vẫn phụ thuộc ba mẹ, cho nên dùng cái app Jamie Baby này thì nó là lý tưởng nhất ha các bạn. Nó tối ưu tâm linh, vận mệnh, phong thủy cho cái gia đình nhỏ của các bạn luôn đó. Cho nên cái app Jamie Baby này ra mắt đó là công sức của rất rất nhiều người, không chỉ của tôi đâu, dù là cũng mất ngủ thầm mắt. Như tôi nói các bạn, một ngày tôi ngủ có 3-4 tiếng thôi. Cho nên là để làm rất là nhiều cái phương tiện hữu ích cho mọi người, miễn phí có thể dùng luôn, chưa cần phải trả phí gì cả. Các bạn cứ dùng đi, các bạn sẽ thấy giống như Jamie Wise vậy đó, nhiều người đã dùng dù miễn phí nhưng họ đã có được những lợi ích rất là đặc biệt. Các bạn có xem video cảm nhận các bạn sẽ biết. Cho nên tóm lại, khi ra mắt được Jamie Baby này thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ kỹ thuật đã đồng hành với Jamie, cũng như những họa sĩ đã trầy vi tróc vẫy khi làm việc với thầy, với Jamie. Thì thầy xin gửi lời cảm ơn đến các bạn họa sĩ, các bạn nghệ nhân, những người đã góp sức với nhau tạo thành ra mắt được cái app Jamie Baby này. Mọi người hãy vỗ tay tán thán họ một chút ha. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ tâm sức biến cái Jamie Baby này thành hiện thực. Và cái sự chịu cực của các bạn tôi biết nó cũng không chỉ vì tiền, mà tất cả những cái người họa sĩ mà tôi lựa đó, thì lúc mà vẽ những cái này và cả những người mà làm cái app này thì đều là những người thật sự muốn cống hiến cho thế hệ trẻ Việt Nam sau này, để cho những cái đứa bé được sinh ra có một cái tên thật là tốt, có được những sự khởi đầu rất là tốt, có sự đồng hành với Jamie để giúp cho về cái mặt tâm linh, vận mệnh, phong thủy của đứa bé nó tốt nhất có thể, để góp một phần nhỏ thôi nhưng sẽ giúp đất nước có thể trên cái đà thịnh vượng an lạc, trở thành một đất nước cường thịnh, sánh vai với lại các bạn bè Nam Châu như những vĩ nhân đã từng tiên tri ha các bạn. Để sử dụng được phương tiện Jamie Baby đặt tên con hợp mệnh, các bạn có thể vào App Store để download app Jamie Wise về, hoặc là trên Android Store các bạn vào CH Play. Ở các điện thoại của Android như Samsung, Xiaomi, Apple này nọ, thì các bạn hãy đánh vào là Jamie Wise, phong thủy hợp mệnh, và các bạn tải về ha. Thì khi tải về rồi sẽ ra cái app Jamie Wise, thì các bạn vào đăng ký account bình thường, tài khoản. Bạn đã đăng ký rồi thì có thể vào thẳng cái phần tab phương tiện ở bên đây. Qua đây các bạn sẽ thấy những phương tiện của Jamie ha. Đó, thì các bạn hãy bấm vào đặt tên con hợp mệnh ở đây. Đấy, và ở giao diện này các bạn bấm để khám phá ngay. Thì trong đây sẽ có những cái giao diện để sử dụng. Nếu muốn tư vấn đặt tên con hợp mệnh với thầy Nam Jamie, các bạn hãy bấm vào cái nút này ha, để qua cái phần chat tư vấn để được tư vấn. Đó, vì lý do để cho nhiều người có thể sử dụng được app Jamie Wise, có phương tiện Jamie Baby này,
cho nên sẽ tạm thời sử dụng chung một app là Zenmewise để cho cả các bạn dùng iPhone hay là các điện thoại Android đều có thể sử dụng được cái ứng dụng phương tiện Zenmebaby này ha, ở ngay trong cái app Zenmewise phong thủy hợp mệnh luôn, để cho các bạn tiện sử dụng ở trong giai đoạn này. Nói các bạn thì đầu tiên Zenmebaby sẽ ra mắt cái phương tiện rất là đặc biệt, được gọi là phương tiện xem tên đoán mệnh đặc biệt riêng theo phương pháp bí truyền của Zenmi. Thì cái xem tên đoán mệnh này á, các bạn có thể vào trên đây tải app về và các bạn có thể xem. Ở bên trong nó sẽ có một cái ô các bạn bấm vào xem tên đoán mệnh ha. Thì cái phương pháp xem tên đoán mệnh này là một phương pháp bí truyền, nó giúp cho các bạn có thể biết được cái tên của con mình định đặt hoặc đã đặt rồi, có khai sinh rồi luôn hoặc là chưa đặt, thì các bạn có thể có những ý tưởng về con mình. Tên con mình các bạn hãy đánh vào thử và nó sẽ dự đoán được cho các bạn là cái tên này nó có cái xu hướng năng lượng gì, nó áp một cái khung năng lượng gì lên cái vận mệnh của con cái của các bạn. Đó, nó có cái xu hướng làm lãnh đạo hay không, có xu hướng làm nhà kinh doanh hay không, hay có xu hướng làm cây đa cây đề trong showbiz hay không. Đó, chẳng hạn vậy. Thì các bạn sẽ hiểu được cái xu hướng của nó ha. Có nghĩa là cái tên nó giống như là một cái trường năng lượng, nó sẽ tác động như thế nào đến vận mệnh của con mình. Thì đó là cái sơ khởi. Và tôi biết rằng sẽ có những bạn coi như là lén muốn coi tên mình như thế nào dù các bạn đã lớn rồi. Thì cái phương tiện nó bị giới hạn cái năm sinh, nhưng mà nếu mà các bạn muốn xem cái tên mình như thế nào á, các bạn đánh đại cái năm sinh vào rồi các bạn đánh cái tên của mình vô thì nó cũng sẽ ra cái ý nghĩa, nhưng có thể là nó sẽ không chính xác bằng những cái năm sinh mà cô giới hạn thôi, nhưng mà nó cũng sẽ gây cho các bạn sự bất ngờ, bởi vì các bạn sẽ thấy nó rất là đúng, nó đúng mà nổi da gà luôn đó. Đó cho nên các bạn có thể dùng thử cái phương tiện này ha, và mỗi ngày các bạn dùng miễn phí như vậy thì các bạn sẽ xem được 3 tên, xem tên đoán mệnh một ngày. Thì hết 3 tên rồi thì qua ngày hôm sau các bạn mới xem được 3 tên nữa, để tránh những cái tình trạng những thầy bà khác vào dùng những ứng dụng miễn phí này của tôi để đi làm tiền thiên hạ. Do đó thì các bạn chỉ nên xem những cái tên này cho gia đình của mình, cho bản thân mình hoặc là con cái của mình sắp tới các bạn cần đặt tên hoặc đã có con rồi, đã đặt tên rồi, muốn xem tên nó như thế nào để tối ưu tốt cho nó. Đó thì các bạn có thể dùng, chứ đừng lấy cái này mà đi nhiều chuyện, đi xem tên cho nhiều người khác ha. Ví dụ bạn bè mình thì mình nói nó đau cái app về luôn để vô tự coi của nó, chứ đừng có lấy cái app này vô cái coi hết tất cả mọi người xong đi hả dèm pha rồi đi tám tùm lum không tốt nha các bạn. Đó, do đó thì đó tôi khuyên các bạn là như vậy, các bạn dùng để các bạn sẽ thấy nổi da gà luôn. Và đó chỉ là một cái phiên bản ngắn thôi. Còn muốn xem tên đoán mệnh chuyên sâu hoặc muốn đặt tên con hợp mệnh của mình thì các bạn hãy bấm vào cái những cái nút như thế này và vào chat với Zenmi sẽ được tư vấn cái cách để mà có thể biết được xem tên đoán mệnh chi tiết hơn. Nó có nhiều cái rất là hay. Hoặc là các bạn muốn đặt tên con hợp mệnh như thế nào thì các bạn hãy liên hệ trong cái phần này ha các bạn. À, nhất là những ba mẹ nào mà đã sinh con rồi đó thì các bạn sẽ có cái hạn là 60 ngày để làm khai sinh đúng không? Thì các bạn có thể nhắn tin từ bây giờ luôn để mà nhờ thầy đặt tên giúp từ bây giờ để cho kịp ha. Ít nhất là phải trước 3 tuần trước cái ngày hết hạn làm giấy khai sinh. Đó, thì các bạn nên nhắn tin vào. Tại vì tôi biết là sau video này sẽ có rất nhiều người nhắn tin xin đặt tên. Do đó thì người nào nhắn càng sớm càng tốt, hữu duyên sớm hơn ha các bạn. Bởi vì chấm cái này rất là cực, rất là kỹ và tôi phải chọn bằng tay. Các bạn thấy trên app nó không phải là tự động, app nó chỉ là cái thể hiện kết quả thôi. Còn tôi là tôi phải đi chấm từng cái tên như vậy rồi tôi show lên trên app cho ba mẹ xem, cho dòng họ bạn bè rồi ông bà xem cho nó dễ. Thay vì là những cái trang A4 khô khan như hầu hết những nơi khác. Đó thì giờ mình xem trên app như vậy, nhưng mà cái phía sau để mà lên được kết quả đó thì nó cũng rất là cực, phải chấm từng người và chọn từng cái tên một cho đến khi tôi vừa ý thì thôi cái tên đó nha các bạn. Do đó nên liên hệ trước ngay từ bây giờ, nhắn tin chat với mật sứ Zenmi trước để được tư vấn trước đi, rồi chốt trước để mà có thể mà có tên cho con mình kịp trước cái ngày làm giấy khai sinh. Và các bạn sẽ thấy có nhiều cái phương tiện khác chưa có được mở khóa là vì tôi sợ các bạn ngợp. Mình xài từ từ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng từ từ để mà các bạn có thể trải nghiệm nó tốt hơn, chứ không có ào một phát ra quá nhiều cái phương tiện thì các bạn sẽ thấy ngợp. Thì có những cái phương tiện sau này nữa rất là hay, không chỉ là nhiêu đó đâu, và tôi sẽ ra từ từ như vậy để mà cho các bạn sử dụng cho nó thật là tốt ha. Cho nên các bạn cứ đón chờ cho những phương tiện kế tiếp sẽ được mở khóa. Và các bạn đừng quên đăng ký cái kênh fanpage này của tôi, theo dõi nó cũng như là kênh YouTube của tôi ở đây và cái kênh TikTok của tôi, bởi vì sắp tới tôi sẽ làm những cái video rất là hay về vấn đề con cái, về gia đình, đặc biệt là vấn đề về tâm linh vận mệnh phong thủy của bé trước thai kỳ nè, trong thai kỳ, sau thai kỳ như thế nào, cho đến lúc lớn nuôi dạy con như thế nào, những vấn đề tâm linh phong thủy cần phải biết để nuôi dạy con cho thật là tốt. Ví dụ nhiều người giải thích tại sao phải nói trộm vía với con thì nhiều người cũng không giải thích nó đúng hơn thì trộm vía như thế nào, thì nhiều người cũng không có đủ cái hiểu biết về cái đó mà chỉ nói một cái gì đó nó nghe cũng rất là mê tín và nghe nó cũng rất là người nghe cũng rất là vắng tắt thôi, chứ nó không có phải là sâu xa của cái từ trộm vía là cái gì đó. Rồi khi bà bầu đi về nhà, đẻ xong đi về nhà thì có những thủ tục gì cần phải làm về vấn đề tâm linh phong thủy đó, rồi trong quá trình nuôi dạy con, đặt tên con là nên đặt tên là lúc sinh luôn, lúc sinh mới đặt tên chính thức trên giấy khai sinh hay là trong quá trình mang thai là mình đã đặt tên rồi, cái nào nó mới đúng. Rồi hả, có những vấn đề tâm linh gì cho bé khóc đê bao nhiêu thế nào thì mình phải có những cái phương pháp đó. Thì mình thì tôi sẽ làm những video chuyên về những chủ đề em bé như vậy để cho các bạn hiểu hơn về vấn đề tâm linh phong thủy vận mệnh khi mình sắp sửa mang thai, trong khi mang thai và sau khi mang thai và nuôi dạy con như thế nào. Do đó nên theo dõi những cái kênh này ha các bạn. Đó, và cuối cùng hãy chia sẻ video này để cho nhiều người có thể biết được là
Việt Nam ta cũng có những phương pháp đặt tên rất là hay, rất là đặc biệt để giúp tối ưu hợp mệnh cho bé thật là tốt và giúp cho bé có được một cái tên sau này như thế nào các bạn. Vinh hiển tổ tông mà hành thông thời vận nha các bạn. Không chỉ tốt cho bé mà còn tốt cho con cháu đời đời sau này nhắc đến, tốt cho ba mẹ, tốt cho dòng họ nữa. Thì đây là một cái thông điệp rất là hay, các bạn nên chia sẻ cho bạn bè thân thiết của mình cũng như là những cái người mà các bạn cảm thấy rằng là họ sắp sinh con, họ cần một cái tên thật là tốt cho con mình, thật là hợp mệnh với con của mình. Đây cũng là một cái dạng công đức nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video kế tiếp sẽ nói sâu hơn về các phương pháp đặt tên của Jenny cũng như nhiều vấn đề về tâm linh vận mệnh phong thủy cho mẹ và bé rất là hay.